Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì trong buổi câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe về một câu chuyện xa xưa, về một cái shop mà bị quỷ nó theo nó ám. Thì ở tập trước, sau khi mà cô Hồng á các bạn, cái cô này có bị cô Thủy, là cái cô mà treo cổ mặc đồ đỏ đó, thì cô theo cổ ám với cái ý định là cô muốn bắt mạng cái cô Hồng này đi theo. Cô thường xuyên xuất hiện bên ngoài, rồi cô ngoắc cô Hồng ra, cô kêu cô Hồng ra. Cô làm là cho bà con hàng xóm người ta sợ quá trời sợ luôn. Thì lúc đó đó, bà con ta mới xúm xích lại với nhau, là tới cái ngày thứ hai rồi mà đi mời cái ông thầy Tư Trơn là phải giống như là 5 ngày ông mới về tới. Mời một ngày, về một ngày, nhưng mà cái lần đó thì ông thầy Tư Trơn ông đi trị vong ở chỗ nào đó, phải 3 ngày ông mới về. Có nghĩa là bà con người ta cũng không biết là ông 5 ngày ông tới, cứ chống chọi được ngày nào thì hay ngày nấy thôi. Qua cái đêm đó rồi á, tới ban ngày mà cổ cũng hiện hình luôn. Trong nhà thì lúc nào cũng không có dứt là cả chục người chứ, tại vì người ta biết là xóm chợ mình đang gặp một cái nạn lớn rồi. Cái nạn này không có thua gì cái nạn mà 2 năm trước. Cái bà con dòng họ của cô Hồng này nọ nè, rồi cho trong anh em gia đình rồi xúm xích lại, lúc nào cũng bao quanh cổ hết trơn á. Cái buổi sáng đi cổ ngơ, nhưng mà con cái là cổ vẫn còn ăn uống này nọ được, giống như là gia đình nói vẫn nghe, còn không nhận ra người thôi, nhưng mà nói thì vẫn nghe. Thì đến cái buổi trưa đó, đâu cỡ chừng là 11 giờ mấy á, và gia đình thì rất là kiêng kỵ những cái giờ mà nó linh. Gần tới 12 giờ trưa là bắt đầu là ai nấy đều ngồi xung quanh rồi xúm xích với nhau, ngồi ngoài trước ngoài sau, tôi nói nhà cửa mười mấy 20 người ở trong nhà rồi ở ngoài sân nữa. Mà cái nhà của cha mẹ của Hồng nè, kiểu giống như là cũng khó khăn, rồi nhà nó cũng lủng lỗ lủng hang tùm lum hết trơn, mà giữa trưa thì mặt trời đứng bóng các bạn, trên dội thẳng xuống vậy nè, thì nó sẽ chiếu những cái ánh sáng qua những cái kẽ hở của cái nhà bị dột này nọ đó, rồi bị mục rồi đó, nó chiếu xuống. Thì cái lúc đó là ở trên nhà nó có một cái lỗ ở cái mép mà xéo xéo với cái vách nhà đó. Một cái lỗ này thì cỡ giống như là cỡ cái đầu mình đưa qua đưa lại lọt. Thì lúc đó cô Hồng cổ mới ngồi ở dưới đây vậy nè, bình thường vậy đó, cổ cũng ngồi rồi mọi người cũng cứ tới lui này nọ chăm sóc. Cái tự dưng cái cổ giật mình cái, mà lúc này là cổ ngưng ngưng ngát ngát rồi, cổ đâu có biết được là như cái lúc mà cổ tỉnh đâu. Cô tỉnh thì cô còn biết là kêu hay này nọ, rồi cô la lên. Đằng này á, cô ngơ ngác rồi thì cô cứ dòm lên trên á, ở chỗ cái lỗ đó đó. Cô cứ dòm, cô nói cái đầu. Mà giữa trưa đó, gia đình mới dòm lên thì có ai thấy gì đâu. Không ai thấy hết. Mà cô cứ la lên, cô la gào rồi cô khóc lóc. Cô la cái đầu, dối cái lưỡi dài thòn. Thì ra là cái cô vong hồn á, quá quỷ đó, của cái cô Thủy này nè, cổ mới chồm cái đầu vô các bạn. Cổ le cái lưỡi dài thòn vậy đó, cổ mới dòm xuống. Cổ muốn là làm cho cái cô Hồng này cổ sợ, rồi cổ bắt vía, cổ bắt hồn luôn. Mà trong xóm mà không ai thấy hết trơn á, thì xúm nhau người ta mới lấy cái này cái kia, những cái thứ chị tà đồ tội đồ, ta chọi lên trên đó. Không thấy nhưng mà chọi đại. Cái em Tuấn là xin lỗi các bạn, là trong nhà mấy đứa nhỏ nó coi đứng ngoài nó sợ quá đi, thì có một đứa nó dòm lên, nó thấy rõ ràng luôn, nó thấy nguyên cái đầu, thì nó mới la lên, nó khóc, nó nói là cái đầu, cái lưỡi dài thòn, nó y gian như là cô Hồng vậy. Thì mọi người biết rồi đó. Thì lúc này có cái ông hàng xóm, ông mới chạy qua bên nhà của ông bà Hai. Ông kêu ông bà Hai qua. Ông bà Hai là ba má ruột của cô Thủy.
Nó thì chạy qua bên đó, ông bà hai mới chạy qua nói là trời ơi con đừng có hại người ta, con đừng có hành người ta. Được một hồi sau không biết là vì cái lời nói hay là gì nguyên do nào đó mà cái cô Thủy này cũng không hiện hình ra nữa. Đó, cái ông hai ông ở đó tới chiều, thì từ đó tới chiều cái không sao. Không sao. Cái ông mới về nhà, ông về nhà giống như ăn cơm nước rồi tối hôm qua nữa. Tại vì dẫu sao cũng con gái mình nó chết trong thành quỷ rồi nó làm hại con người ta. Dầu rỉ buồn lo này nọ, ông hai ông ở bên đây ông ăn cơm nước với lại bà hai đại khái thôi chứ ăn uống gì vô. Cái trời sập tối rồi, ổng mới đi qua. Mà từ nhà ổng qua tới nhà của cô Hồng này thì cũng mấy trăm thước. Đang đi vậy cái cổ hiện hình ra, cổ đứng cổ chặn đường ổng. Mà lúc này á, ông hai ông thấy ngoài cái lưỡi dài ra rồi đó nghe, là con gái mình đó, hình dáng con gái mình. Mặc nguyên bộ đồ đỏ xõa tóc ra mà có thêm hai cái nanh. Mọc nanh ra luôn rồi các bạn. Thì nó đứng xa xa cách ông hai đâu cỡ chừng là mười mấy thước, hai chục thước á. Cái cổ Thủy này cũng mới nói, cổ nói là bây giờ là về đi, đi qua nữa là tôi bắt ông, tôi bẻ cổ ông chết. Nói luôn, nói rõ ràng cho ông hai nghe vậy luôn. Lúc đó thì ông hai một phần á đau lòng, một phần cũng sợ nữa chứ các bạn. Gái mình vợ thành quỷ vậy đâu còn nhận ra mình đâu, đồ bẻ cổ mình chết nữa. Ông ơi, giống như là cái phản ứng tự nhiên á, ông mới quay mặt người, ông đi ngược trở lại nhà. Mặt mày ông xanh chành hết trơn, chân tay ông bủng rủng hết trơn á. Bà hai mới nói, ủa sao mới đi mà ông đi về rồi? Bà ơi, bà nó đứng nó chặn đường tôi, đứng chặn đường tôi, nó tôi qua nó bẻ cổ tôi chết. Nó nào? Con Thủy hả? Ừ, nó đó. Thì hai vợ chồng mới cởi nhau nghe chút xíu vậy thôi. Cổ hiện hình ra, cổ đứng ở ngoài xăng, cổ dòm vô. Hai con mắt cổ đổ lồm. Ta nói ông bà hai đó, biết là con ruột của mình đó, nhưng mà lúc này đó, đóng cửa chặt là không dám nhúng nhích luôn, ở trong nhà luôn các bạn. Giống như là cái nỗi sợ nó quá lớn rồi. Hai vợ chồng ta nói niệm Phật, ở trong nhà niệm Phật mà không dám nhúng nhích. Thì một hồi sau hai chồng đâu có dám dòm ra ngoài đâu, không biết đi giờ nào cũng không biết luôn. Đó, thì đến khuya, cái cô Thủy này cổ linh tới độ mà cổ hù cha mẹ cổ xong thì cổ mới đi qua bên đó. Cổ qua bên nhà của cô Hồng, cổ đi lởn quởn ở ngoài. Trong nhà thì cô Hồng cổ cứ la làng lên, cổ nói cứu tôi, bắt tôi. Cổ chỉ ra ngoài, cổ nói kìa nó đi kìa. Mà bà con ta dòm ra ta có thấy đâu. Người nào người nấy rùng mình chân ớn lạnh chân, biết là giọng hồn của cái cô Thủy cổ lởn quởn đó. Nhưng mà dòm thì không thấy. Còn cô Hồng thì ở chỗ trong nhà có cái dòm ra mà mặt mày có xanh rành, thì nó trời ơi lúc này con Hồng mà nó sống nó cũng điên. Mấy người trong xóm từ người lớn tới người mà thanh niên này nọ ngồi sát nhau, không ai dám mà nhúng nhích. Rất là đáng sợ luôn. Cứ vậy mà chịu, chứ không có dám mà bước ra khỏi nhà. Thậm chí mấy người trong xóm không ai dám đi về, ở trong đó luôn. Cái đến khuya thì mọi người ở đây á, là không có hay biết các bạn. Thì có hai anh em của cái anh này, cái người anh với cái người em á, là ở cái xóm khác. Mà người ta đi màng ở trong cái đồng ruộng này nọ nè, người ta đi đặt lợp này nọ chứ đâu có liên quan gì tới chỗ cây liễu đâu. Mà từ cái chỗ mà mấy cái người này đặt á, thì cách cây liễu độ cũng chừng là cây mấy số đó. Vậy mà cổ gia cổ dụ người ta các bạn, là như cổ bắt cổ Hồng không được, cổ gia cổ dụ ngoài đó. Thì hai anh em á mới cầm cái đèn giống như đèn bản sông, đi vòng để kiếm mấy cái lợp này nọ đang chỗ mình đặt đó, rồi coi là nó dính này nè, chưa giờ ngồi nghỉ mệt. Thì đang đi vậy cái cổ hiện hình ra, mà cổ không có hiện hình là cái người mặc đồ đỏ. Cổ hiện hình ra là một cái người đàn ông mà giống như là ở trong xóm chòm này nọ, người lớn tuổi vậy đó, săn quần lên tới đầu gối vậy ha, mặc cái bộ đồ đen, chờ để cái khăn đồ quắt trên vai này nọ y chang luôn,
Cho nên là hai anh em ông này là không có biết, không có biết đó là cái cô thủy của thằng quỷ của quá thành công đó đó. Thì ông mới đi lợi, đi lợi kiểu mà gần gần vậy nè, cái kêu hai chú làm gì đó, thì nghe kêu vậy. Cái người anh với người em thì đang lọ mọ làm việc này, tự nhiên có người lớn kêu mình, thì ngước mặt lên dòm thấy ông già. Thì giống như là dân bằng ruộng với nhau mà, mang dân đồng áng với nhau mà. Cái người anh mới trả lời: dạ đặt lợp chú ơi. Thì ông đi lợi ông coi. Ông đi lợi ông coi thì hai anh em vẫn cứ làm ở đây vậy nè. Cái ông mới dòm. Ông đứng cái kiểu mà cúi ánh đèn, cách đâu cả mười mấy thước vậy đó. Ông đứng đó ông dòm. Làm xong cái lợp, cái người anh mới ngước lên hỏi ông: nói vậy cho chú mặn gì trong đây chú? Chú cũng đặt lợp hả? Hay là chú nuôi vịt? Ông nói: tôi làm công chuyện gần đây nè, mà mấy chú đặt ở chỗ này ít lắm. Chỗ này đâu có nhiêu chuột đâu mà đặt. Thì hai anh em cũng thiệt thà mới trả lời ổng á: chú ơi, tụi con là cũng sớm khác, con qua đây con đặt cũng như là cái ngày đầu tiên đó, cho nên là con đâu có biết là chỗ nào có chuột nhiều đâu. Chú chỗ này chú biết hay chú nào chú chỉ con. Thì đó là một cái cách nói chuyện thường ngày của bà con mình thôi. Ông mới nói như vậy. Ông nói: đi ra đây nè, tôi chỉ cho mấy chú coi, cái chỗ này chuột dữ lắm. Hai anh em mà nghe nói vậy cũng mừng. Sẵn cũng còn lại mớ lợp chưa đặt xong. Nó vậy, vậy chú gần đây không chú? Ừ, gần đây thôi. Đi, tôi dắt hai anh em đi. Thì cái lúc đó, cái người anh á, cái mạng số giống như là đã tới rồi, tới số rồi. Còn cái người em thì có lẽ là một là chưa tới số, hai là nhầm khi là con quỷ nó bắt một lúc hai mạng không được hay sao đó. Thì trong cái lúc đó tự dưng cái người anh mới nói như vậy. Nói: thôi em ở đây nè, anh chia mớ lợp ra, em cứ đặt vòng vòng ở đây đi. Còn anh đi theo chú, coi chỗ đó im không, rồi anh đặt mớ trước. Rồi nếu mà im nữa thì ngày mai anh em mình gom lợp ở đó đặt. Thì người em cũng chịu, nói vậy anh đi với chú nha. Kiểu mà đồng áng với nhau mà. Lớn tuổi thì nó dắt chỉ chỗ này nó chuột nhiều thì cũng bình thường đó. Không có ai mà nghĩ gì. Đó thì cái người anh mới đi theo các bạn. Đó, đi theo. Người em mới ngồi ở đây chờ. Chờ hoài vậy. Nửa tiếng rồi một tiếng đồng hồ nó trôi qua qua rồi. Mà không thấy người anh mình trở lại. Nhưng mà bây giờ đã hẹn với nhau là chỗ này, lỡ mình đi lung tung rồi lát sau anh mình đảo lại kiếm. Dẫu sao thì cái đồng này là cũng là đồng lạ mà, đâu phải đồng nhà của mình. Cái mới ráng ngồi đó chờ dài 3 tiếng đồng hồ nữa, trong ruột kêu bằng nôn nóng nôn nao hết trơn rồi. Mà linh tính anh em với nhau á, làm như là cái người em cảm nhận được cái gì đó nó nguy hiểm lắm. Là trong lòng bất an lo lắng rồi. Cái chạy dài cái nghe cái tiếng gà, mà gà giống như gà trong rừng nó gáy mà 2 giờ sáng đó. Trời ơi, 2 giờ sáng mà sao anh mình chưa đảo lợi? Mà cái ông đó, cái ông nào, ông có ý đồ gì không? Anh mình ở trong người đâu có cái của cải vật chất gì đâu. Mà sao đi với ông rồi bây giờ không còn thấy đâu nữa. Cái người em mới lo lắng quá chịu không nổi đi. Thì mới đi vòng vòng chỗ đó kiếm. Tại nó kiếm cả tiếng đồng hồ, kiếm vòng vòng ở trong cánh đồng đó, kiếm hoài kiếm không thấy. Miệng thì cứ kêu anh hai ơi này nọ, kêu rất là lớn luôn mà vẫn không hề thấy. Cái người em mới khóc, tìm không ra được anh mình khóc. Bây giờ là làm cách nào, giờ giữa đồng rồi, bây giờ phải men theo cái đường đồng này mà đi dài tới để mà kiếm cái người ở trong xóm chòm này để mà hỏi. Chứ bây giờ mình ở cái xóm khác mình qua, mình đâu biết bên đây là sao đâu, mà trong đồng thì đâu có người. Phải đi ra ngoài để mà tìm coi nhà bà con ở đây gần rồi mình hỏi thăm. Đó, thì 2 giờ mà ổng đi kiếm vòng là cũng gần 3 giờ sáng rồi. Tới chừng mà cái người em đi dài ra ngoài đường á, đi ra ngoài đường để mà kiếm nhà đó, thì lúc này á, hiện hình ra nữa các bạn. Mà hiện hình dắt người em đi á, là tính bắt người em luôn. Mà nó hiện hình như vậy nè. Ví dụ như người em đang đi ngoài đường, đi đang kiếm, mà trong như trong tâm trạng đang nôn nóng và lo lắng để tìm người này tìm người nọ để mà hỏi han. Cái
dòm ra phía trước đang kiếm người đang hỏi mà, thì gặp có một người đang đi phía trước, bóng dáng cũng con người đàn ông vậy đó, mà không phải giống như cái ông hồi nãy, cũng đi phía trước vậy. Thì cái người em mới la lên nói là: chú ơi, cho con hỏi thăm chú ơi. Vừa la lên thì vừa đi theo. Vậy đó, mà ở trước ông cứ đi đi, cái người em ở xa cứ chạy 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 theo hoài, mà không có thấy là tới chỗ ông. Mà cái ông đó ông đi bình thường vậy đó. Thì ra đó là cái cô thủy đó, cô quá hình ra cô dụ đó, dụ đi lỡ cái chỗ cái liễu đó các bạn. Mà người em đâu có biết, nó cứ chạy 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 theo như vậy. Thì đâu sắp tới rồi, chắc cũng cỡ chừng vài trăm thước nữa là tới chỗ cái liễu đó rồi, là người em chết luôn rồi. Nhưng mà may mắn cái lúc đó cái xảy ra cái sự việc, cái nhà của cái ông ba mẹ của cái cô Hồng nè, bà con hàng xóm người ta cũng lo lắng, người ta sợ dữ lắm. Nhưng khi gần sáng này nọ người ta ngủ ngơi không có được, tới giờ người ta đi mằng, người ta chưa dám đi đó, người ta mới ở trong nhà. Thì người ta dòm sao mà có cái người đó dòm ra ngoài đường, thấy có cái anh đó tự nhiên anh chạy lên, anh kêu là chú ơi, anh chạy hoài. Mà cái hướng của anh chạy là chạy ra chỗ cây liễu nữa. Mà cây liễu là mấy ngày nay đâu có ai mà dám bén mảng tới đó. Sao có người chạy ra như vậy? Đó, mà cái lúc mà anh chạy đi anh kiếm anh thì anh đâu có đem theo lợp liếc gì đâu. Cái người anh là cái người không vậy đó. Cứ chạy theo cái bà con ở đây, người ta thấy vậy, người ta thấy cái điều lạ đi. Người ta cũng tưởng là con cháu nhà ai, giờ này mà bị chưa sáng mà chạy ra cái đường liễu đó làm gì, mà trong miệng cứ là ớ hoài. Trong miệng của cái người em thì cứ kêu là anh ơi, anh tôi này nọ, hay hoặc là kêu là chú ơi, chú dừng lại này nọ. Còn bà con thì chỉ nghe là ớ ơi vậy đó, nghe cỡ vậy đó. Cái gia đình đó mới thấy chạy ra cái hướng cây liễu rồi, người ta mới nhào ra, người ta nói cháu ơi, người ta kêu sùm lên hết trơn. Thì cái người em lúc này mới giật mình một cái, dòm lại thì không thấy ông già kia đâu, mà thấy mấy cái người ở trong gần nhà người ta ngoắc đang hoang mang. Là lúc đó giống như người em không có sợ đó, bị hoang mang, bị cái gì đó nó ảnh hưởng vô tâm trí. Cái người em mới nghe cái ông chú đó, ông kêu quá trời kêu, có đi lại, may mắn mà thoát cái nạn đó. Đi lại cái người em mới vô trong nhà, ông mới dắt vô trong nhà, ông hỏi chú là ở đâu mà sao mà tôi dòm chú lại quắc vậy. Thì tôi dạ, cháu sớm đó là bắt đầu kể lại tường tận cái sự việc xảy ra. Thì cái ông chủ nhà ông cũng đâu có biết, ông mới nói như vậy. Ông nói trời ơi, sớm tôi á là gần đây có xảy ra cái việc tâm linh rất là ghê, ban đêm ban hôm ai mà dám đi vô trong đồng trong bái như đó, hai anh em chú ở xa tới không biết đi tới thì có thể giải thích được, còn bà con của tôi á sớm chợm tôi này nọ đâu có ai dám nửa đêm nữa hôm mà đi ra ngoài đó, chú gặp cái đó là sợ không phải người đâu. Nói câu đó ra là cứ như xanh mặt rồi, chứ bà con trong xóm ai mà dắt dụ đi hãm hại cái gì. Thì cái ông chủ nhà ông mới đón đi, ông nói rồi thế nào cũng là cái chỗ cái cây liễu đó nữa rồi, nhưng mà giờ đó ông không có dám dắt ra. Ông mới nói bây giờ chú á ở đây chú không được đi đâu hết trơn á. Rồi cái ông mới qua bên nhà mấy hàng xóm kêu mấy ngàn người qua nữa, cũng kể là tường tận như vậy. Thì ai cũng khuyên là cái anh người em nè phải ở lại đây sáng đi, rồi bà con xúm nhau đi kiếm tiếp cho, chứ bây giờ là không có ai mà dám đi đâu. À, cái tơi ngồi ở đó đợi chờ, người em quá lo lắng cho người anh mình rồi. Cái tới sáng ra là bà con hứa là làm, xúm nhau lại mới đi tìm. Mà cái việc đầu tiên đi tìm là không cần đi đâu xa, đi thẳng ra cây liễu trước rồi hãy đi tìm chỗ khác. Thì đi ra ngoài cây liễu các bạn, y chang luôn. Cái cọng dây thòng lọng mà hồi trước cái cô thủy cổ chết mà ông thầy bói ông gỡ, ông thầy phá hấp á, ông cũng gỡ xuống không được mà ông chết. Thì bây giờ cái người anh bị treo cổ lủng lẳng chết trên đó. Chết queo luôn, treo cổ chết ngay cái đêm đó luôn. Rồi cái lúc đó ta sợ quá nè, cũng chưa có dám mà lên gỡ cái xác xuống nữa. Phải là quằn qua quằn lại dữ lắm thì mới đưa được cái xác xuống. Mà cái cọng dây là cái như là không giống như là cho đem cái xác về mà cọng dây là không được đụng tới vậy đó. Đưa cái xác về rồi thì bà con người ta kéo ra, ta đi qua bên ta, ta giúp cho cái người em nè, đưa cái xác người anh mình đi về bên kia qua bên bển. Cha mẹ người ta gào khóc thì nó cũng dữ dằn lắm. Rồi cái người cha đó, người cha của cái người hai anh em đó các bạn, đau lòng nhưng mà cái giống như ổng cũng biết, ổng biết là cái việc tâm linh mà nó dính tới cái chuyện như vậy rồi thì ổng không thể nào làm bậy làm bạ được.
ông về ông lo chôn các con ông, rồi ông dặn bà con ở đây á, khi nào mà ông thầy Tư Trơn á, ông tới thì nhờ bà con cho tôi hay tiếng. Giống như là con ông bị hại chết, thì bây giờ ông muốn cái ngày mà ông thầy Tư Trơn về đây á, đi ra ngoài đó này nọ mà chỉ cái vong đó là ông phải đi theo, như là làm một cái điều gì đó cho con mình. Thì trở lại chuyện của cô Hồng, khi mà gia đình cô Hồng mà nghe nói là có cái người ở xóm khác mà bị cái vong hồn của cái cô Thủy này cô bắt á, thì sợ chồng thêm nỗi sợ rồi. Thì cha của cô Hồng á các bạn, bảo gọi là ông ba đi, thì ông ba này ông mới dòm con gái mình, ông nói trời, con gái mình đang cái tuổi lớn, cái tuổi mà sắp sửa có chồng tới nơi rồi, mà bây giờ á chỉ có mấy ngày thôi hành con mình kêu bằng là sơ dơ sửng dững hết trơn, điên không ra điên, khùng không ra khùng. Con mình mấy bữa trước nó còn là bình thường, thì cha mẹ nào mà không xót dạ đâu. Ông dòm con ông hoài ông chịu không nổi các bạn. Mà bữa nay á là đầu cái ngày thứ tư rồi, là qua ngày hôm sau là cỡ giờ tối tối là ông thầy Tư Trơn ông về tới đó. Mà ông ba thì ông đâu có biết, nó có biết cái chuyện đó. Chứ nếu như ông biết á thì đã không đến đổi rồi. Ông biết là ngày mai ông thầy Tư Trơn ông về tới rồi, ráng chờ thêm ngày nữa, tại vì mấy cái việc tâm linh như thế này chỉ có thầy bà thôi. Cái tối cái ngày thứ tư á, ông chịu không nổi đi. Ông nhìn con ông mà lúc thì la gào thét sợ hãi, ôm tay ôm đầu dò đầu bứt tay, ta nói tay chân quào vô mặt máu me, ta nói rướm tùm lum hết trơn, tóc tay rối bù, kêu gào thảm thiết. Hàng xóm thì xung quanh ai nấy cũng đều sợ hết trơn. Thì ông mới âm thầm, ông chịu không nổi nữa, ông âm thầm ông đi lòn ra phía sau. Thì giống cái ngày hôm đó ông mới lấy cái máu chó mực đó các bạn, ông mới lấy cái máu chó mực là ông thủ sẵn ở trơn rồi. Rồi ông mới lấy máu chó mực ông tha vô cái dao dâu của ông á, tha vô rồi ông mới lòn ra cái cửa sau, ông đi một mình ên vậy. Ông đi đâu? Ông như là ông quá dặn cái vong hồn của cái cô Thủy này rồi. Trước đó thì còn có thể là nghĩ tình làng nghĩa xóm này nọ, ông ráng ông kìm. Nhưng mà đến độ con ông nó bị như thế này rồi, ông chịu không nổi các bạn. Cũng không có trách ông ba được, kiểu giống như là thương con cái mình, gặp kiểu vậy cái cầm lòng không đậu. Nhưng mà cái gì cũng vậy, tôi nói cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng phải bình tĩnh giải quyết những cái lúc nóng giận á. Nó chỉ làm cho mọi việc nó đi xa hơn thôi. Ông lòn vậy phía sau ông đi thì lúc đó không ai biết, tại trong nhà nhầm khi cũng phải là nói chuyện với bà con hàng xóm, tại người ta qua người ta phụ mình mà. Tiếp vừa quanh quẳng bà ba đồ anh em đồ ngồi xung quanh cái cô Hồng. Ông lòn vậy phía sau ông đi, ông đi qua bên cái mộ của cô Thủy đó. Ông đi qua bên đó. Thì ông đi qua bên đó lúc đó thì ban ngày á là ba má của cô Thủy, ông bà hai cũng đi qua phụ các bạn. Sợ thì sợ nhưng mà cũng qua phụ. Cái ông mới nhớ lại mấy cái tình cảnh mà tội nghiệp ông hai. Dẫu sao ông hai cũng có đứa con gái đó rồi, nó chết vậy giờ nó thành quỷ, ông mang tiếng mang tay. Mà gia đình ông cũng hiền, cũng biết điều biết chuyện đó. Mà bây giờ nếu mà mình đi ra cái mộ á, mình tưới máu chó lên, rồi mình lấy dao của mình chặt xuống mộ nó, mình như là phá mộ đó, thì chỉ tội nghiệp cho vợ chồng của anh chị hai thôi. Rồi ông đi ra gần nhà, ông dòm vô á, ông dòm vô trong nhà thì ông thấy là ông bà hai kiểu đó ngủ ngơi gì được các bạn. Nằm chỉ hai vợ chồng than vãn với nhau. Nghĩ là lúc đó kiểu mà con mình nó linh vậy rồi, đâu có ai mà lại gần nhà mình. Hai vợ chồng nói chuyện kiểu mà cũng vừa nói vừa khóc. Mà bà ơi, sao mà con mình nó mắc vậy mà bây giờ nó hành con cái người ta, tội nghiệp con cái người ta. Mình có con mình thương thì người ta cũng có con người ta thương. Thì bà hai bà cũng nói y chang là vậy. Mà nói bây giờ làm cách nào á, mong là thầy Tư Trơn ông về sớm sớm để giúp cho con Hồng, rồi giúp cho bà con trong xóm ở đây, với lại là giảm bớt cái tội nghiệp cho con gái mình. Đó. Thì cái ông ba ngoài đây ông mới nghe cái lời nói đó đi. Ông nghe cái lời nói đó thì ông cầm lòng không có đậu. Ông nói bây giờ mà mình làm ngoài cái mộ này nọ chỉ tội nghiệp cho anh chị hai thôi. Cái lỗi này là lỗi của cái vong hồn cái cô Thủy, chứ không có liên quan gì tới ông bà hai hết trơn á. Mình làm cái gì đó, ảnh hưởng tới anh chị hai là mình sai, mình bậy. Thì ông mới lủi thủi ông đi về. Tại vì ông nghĩ dự định trong đầu là ông đi ra là ông phá cái mộ mà. Cái ông mới về. Về lại tới nhà rồi đó. Ông ngồi ông buồn rầu vậy. Đó. Thì trong lúc đó đó, có cái người hàng xóm
mà cũng thân với ổng đi, cũng đi xuống rồi gặp ổng, có nghĩa là cái hồi hàng xóm là chưa có biết ông đi ra ngoài, thật sự ông đi ra ngoài rồi. Thì trong cái lúc bọc bạch á, ông ba ông mới kể, ông nói là anh, ví dụ như anh tám anh chín gì đi, tôi là tôi định là đi ở bên đó tôi phá cái mộ của ông Thủy đó, nhưng mà tôi nhìn thấy anh chị hai tôi xót quá tôi đi về. Thì cái ông này ông mới nói trời ơi anh ba làm vậy là đúng rồi, chứ nếu mà anh làm ra cái điều đó là tội nghiệp cho anh chị hai bên bển thôi, anh chị hai cũng đâu có muốn cái điều đó, cái này là do con Thủy rồi nó mang cái chấp niệm rồi nó chết rồi nó không có bao lâu mà nó thành quỷ vậy, nó hại người này người kia, mà nó đã thành quỷ rồi á, mình người thường mình nói nó không nghe đâu, phải thầy bà này nọ người ta biết. Thì hai ông cũng nói chuyện qua lại vậy, thì vô tình cái ông kia là ông biết được là ông ba này ông có ý định như vậy, mà nghĩ là bây giờ ông về rồi, ông về nhà rồi, ông biết phân tích như vậy là rồi, ông đâu có còn mà đi qua bên đó nữa. Nhưng mà ai ngờ đâu trời càng khuya ông ba này ông chịu không được, ông nói bây giờ đi ra ngoài cái mộ thì tội nghiệp cho anh chị hai, nhưng mà ngoài cái cây liễu đó là chỉ có một mình cô Thủy ở ngoài đó, với lại những cái dông dữ mà hồi trước ông thầy Pháp đã chết rồi ông nói đó. Ông ra vô ông gặp cái cô Hồng kêu gào thảm thiết trong đêm vậy, bắt đầu ông lòn ra sao ông đi các bạn. Ông đi ra ngoài đó, ông ra ngoài đó rồi ông mới lấy máu chó mực này nọ ông tưới lên trên cái cây liễu. Rồi ông lấy cái dao dâu của ông mà có thấm máu chó mực đó, ông chặt. Ông chặt đâu cũng mấy đường vậy cũng sức thịt của cái liễu này nọ nghe. Nhưng mà lúc đó thì bà con đâu có đó chứng kiến đâu. Tới chừng mà sáng ra rồi đó, là gần sáng thôi, thì tôi thấy ông ba ông đi về. Mà lúc đó thì cái dao cái dâu này nọ rồi máu chó mực gì lúc đó người ta đâu có thấy đó, thấy ông đi về thì ông bị nhập rồi các bạn. Ông bị là cái cô Thủy này cũng nhập rồi. Ông ra ngoài đó ông chặt một hồi là ông bị nhập. Nhập vô là điều khiển cái thân xác ông rồi, ông đâu còn biết gì nữa đâu. Thì gần tờ mờ sáng cái mới đi về, đi ngoài đi vô cái người ta thấy sao mà ủa, sao mà anh ba này nó ngoài đi vô. Đó, cái thì ông đi vô nhà mặt mày ông hầm 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 vậy đó. Ông đi vô cái bà ba mới hỏi ông đi đâu vậy? Ông đi đâu vậy? Tại cũng nghe cái ông kia cởi là đi bển đó. Tôi đi đâu. Cái ông đi vô trong bùa ông ngồi trọng đó. Lúc đó bà con cũng chưa ai phát hiện trơn. Chưa ai phát hiện cái gì trơn á. Cái tới trưa, mà từ sáng cho tới trưa đâu có ai mà đi ra ngoài đó. Bà ba trong nhà thì mới dọn cơm, dọn nước ra. Mà từ khi ông ba ông về nhà rồi á, lạ một điều là cái cô Hồng này nè, phải như cổ la làng, cổ kêu gào thảm thiết á. Thì còn có cái để mình đón, có cái để mình nhận ra một cái gì đó. Còn đằng này có từ khi mà ông ba ông đi về rồi, cô Hồng có em ru à, như cô đỡ lại vậy đó. Thì ra là cái cô Thủy á, dòng quỷ cô Thủy á, cô làm cố tình cô làm vậy đó. Cô không làm cho cô Hồng sợ nữa, thì cô Hồng nếu mà từ từ dịu là không có bình tĩnh được, ngơ ngáo ngáo vậy đó, nhưng mà không có la rồi kêu gào thảm thiết như là mấy cái bữa trước. Thành ra là gia đình cũng mừng đi, từ sáng tới trưa mừng, mà cái chỗ cây liễu ngoài đó thì đâu có ai mà ra ngoài đó. Đâu có ai ra đó đâu. Đến mà người ta biết được là có máu chó mực này nọ với lại cái dao dâu còn nằm ngoài đó đó. Dao dâu rồi còn nằm ngoài đó. Máu chó mực vẫn còn nằm trên cái cây liễu luôn. Dính cây liễu dính với đất tùm lum hết trơn. Nhưng mà đâu có ai dám ra đó đâu mà thấy. Cực chẳng đã cái bữa mà cái người anh chết. Thì bà con người ta mới xúm lại người ta đi ra ngoài đó người ta gỡ cái xác xuống thôi. Chứ còn bình thường đâu có ai dám ra. Chưa ai biết gì hết trơn. Bây giờ là cái cô Thủy này cô nhập vô ông ba mà ông vô trong nhà rồi đó, bà ba mới dọn cơm dọn nước này nọ ra ăn rồi mời bà con hàng xóm này nọ người ta ăn. Cái bà mới vô bà kêu bà nói là ông ơi ông ra ăn cơm với người ta, thì ông nói là đem cơm vô cho ổng, ông kêu đem cơm vô cho ổng, ông không muốn ra. Thì bà ba mới nói ủa ông ơi sao kỳ quá vậy, bà con hàng xóm người ta về giúp đỡ gia đình mình người ta mới qua. Hồi sáng giờ người ta cũng hỏi thăm ông quá trời, có người đi vô tới cái buồng đó, đứng nói chuyện với ông mà ông cũng không chịu nói chuyện với người ta. Rồi bây giờ tới cái giờ ăn cơm con mình nó khỏe nữa nè, đáng lẽ phải mừng. Mà sao mà bây giờ ông nằm ở trong đó hoài vậy? Tôi mệt, bà đem cơm nước vô đây cho tôi. Tối nay là con Hồng nó hết à. Ông phán như thầy bà vậy đó.
nó tối nay là con Hồng nó hết. Thật ra đó là nói là tối nay là bắt cô Hồng chết đó các bạn. Nhưng mà cái lời nói ra là tối nay là nó hết hà. Cái bà ba mới nói là sao không biết, đem cơm cho tôi đây đây, tối nay là nó hết, bà nghe tôi đi. Cái bà ba tự động giống như kiểu quỷ mà, nói chuyện với quỷ mà không biết á, trả lời này nọ, nó khiến này nọ, bà ba đi ra. Thì ra mọi người ngoài đây cũng ngồi ăn uống này nọ chút đỉnh. Thì cũng mừng cho gia đình của ông ba là bây giờ cô Hồng cô đỡ đỡ lại rồi. Hy vọng rằng á, từ đây cho tới lúc mà ông thầy Tư Chơn ông tới đừng có xảy ra cái việc gì nữa hết trơn á. Thì cái con quỷ này nè, nó nhập vô cái xác của ông ba để nó làm cái này làm cái nọ. Thì có lẽ là vì nó bị vướng vào trong xác cho nên là làm như nó chưa biết thầy Tư Chơn tới các bạn. Thì tối bữa đó đó, đứng trong buồng nha, mở cửa buồng ra tối hùng thôi à, đứng ngoài cửa buồng thì mới đứng nói ra giọng ra ngoài, nói mọi người về đi, con tôi hết rồi, đi về hết đi. Đuổi bà con hàng xóm về. Con cái á, quỷ á, nó giỏi nó gian, nó hay vậy á thì cái chuyện của nó. Nhưng mà bà con hàng xóm hồi đó tới bây giờ người ta sống với nhau, người ta biết tính tình ông ba làm sao mà. Đâu có phải mà vô cớ như vậy. Thì thay vì người ta giận hờn thì người ta không có giận. Người ta mới thấy cái gì đó là lạ. Thì trong xóm mà cũng có những người, người ta tuy là sợ nhưng mà có những cái người, người ta rất là nhạy bén đầu óc. Thì một ông mới nói vậy nè, ông nói ơi chú ba ơi, sao mà hồi sáng tới bây giờ tôi không thấy chú đi ra. Thì ông gườm, ông nói là kệ tao. Ông mới trả lời là kệ tôi này nọ, mà ông nói là kệ tao. Mà trong cái vai vế hồi xưa tới bây giờ ông ba phải kêu ông đó tới cái bằng chú gì lận. Nói kệ tao, cái bà ba phải giật mình rồi. Đi về hết đi, không có cần lo. Nói thì con cái mới định đi vô thì cái ông, mấy ông lớn tuổi nó ông chụp tay lại, ông nói Phan, Phan nó vô. Ông không dặn gì hết trơn á. Ông lại, ông nói với bà ba, đợi tôi hỏi. Chú ba ơi, vậy chứ con Hồng nè, hồi sáng chú nói là tối nay nó hết, là cỡ mấy giờ nó hết vậy chú ba? Cái cười các bạn, cười vậy đó. Khuya nay nó hết à, yên tâm đi. Làm cái giọng điệu vậy là thấy khác liền, chắc chắn là khác liền. Thì mấy ông ở đây không biết, nhưng mà kiểu mà không đoán được 100% thôi, nhưng mà cái kiểu là biết rồi, biết cái là ông ba này bị cái gì là nó khác thường lắm rồi, chứ không phải là bình thường nữa. Thì người ta mới, ông mới nhanh tay ông chạy lại, ông lấy cái bàn đó các bạn, cái bàn để cho bà con ngồi, ông lấy ông chặn ngay cái chỗ mà cái đường, tại cái nhà cũng nhỏ, cái đường cửa buồng ông đi ra nè, nó chặn ngay cái chỗ đó. Xong rồi ông la mấy cái người trẻ rồi lấy mấy cái ghế rồi rồi chồng lên giống như bích cái đường đó lại. Bà ba, mấy người con cái trong nhà cũng sớ rớ với những người không biết chuyện á, cũng không biết là cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình mà tự nhiên tối nay tự nhiên cái mấy ông này mấy ông làm vậy mà tía mình lại làm vậy. Thì mấy cái ông lớn tuổi này mấy ông nói á, mấy ông dối giọng vô mấy ông nói á, tôi bích đường lại nghe, không có ra đây được đâu mà hại ai. Kiểu mà ông nói chặn trước vậy đó. Cái tự nhiên làm như nó biết các bạn, cái nó dịu giọng lại, nó nói mấy anh mấy chú sao chặn đường nhà cửa của tôi mà chặn đường, mở ra cho tôi đi ra chứ. Thôi ở trống đi, mệt mà ra đây làm cái gì. Mấy cái ông lớn tuổi cũng có kinh nghiệm các bạn, ông sợ là không biết là ông ba có bị có chết chưa, theo kiểu giống như quỷ nhập tràng chưa đó. Rồi ông ra ông chụp chết hết sao, mà giống như bà con hồi xưa người ta có cái kiểu là quan niệm là quỷ nhập tràng khi mà nó nhập vô rồi á là nó đụng người nào rồi nó chết. Tới cái giờ linh của nó là đụng vô nó chết. Mà lúc đó của ta như mấy 9 giờ à, thì nó ra nó kêu như vậy. Rồi mọi người mới chặn lại không cho nó ra, lỡ mà nó ra nó đụng vô chết hết thì sao. Đó, thì người ta mới sợ. Nhưng mà mấy người lớn tuổi vẫn nói là thôi bây giờ mệt quá rồi, sáng tới giờ chú nói chú mệt rồi, thôi bây giờ chú ở trong buồng đi. Cái nó nói nhẹ giọng lại, nói tôi hết mệt rồi, hồi nãy giờ tôi giỡn đó. Nó nói là nãy giờ nó giỡn, chọc ghẹo mọi người đó,
chứ không có gì đâu. Thôi gỡ cái cửa, gỡ mấy cái ghế ra cho tôi đi ra đi. Cái mấy người này đâu có chịu gỡ. Nói là ở đó đi, bây giờ là lỡ để rồi, giờ gỡ thì sao được nữa chú ba. Cái nó im ru, nó tức. Nó tức, nó im ru, nó mới đứng ra ngoài đây, nó dòm ra mà tao nói cũng... Cái người mà bị nhập vô rồi, các bạn dòm ra rồi, cái sắc diện á, tuy là dòm không rõ, không có đủ ánh sáng dòm, nhưng mà mấy cái người lớn tuổi người ta mới lấy cái đèn người ta dội qua bên đây như này, dòm vô một cái, trời đất, người nào hôm nay ta nói lạnh người chứ, nổi da gà hết trơn luôn. Cái nó liếc, nó nói bây giờ có mở ra không? Ai mà mở cho nó ra? Sợ sợ nhưng mà người ta vẫn nói là thôi, ở chổng đi, rồi sáng khỏe rồi ra. Nó làm vậy đó. Thì quỷ nó nhập vô ý định này, ý định nọ, nhưng mà khi mà nó tức giận lên rồi thì nó cũng ra những cái đặc tính của nó à các bạn. Chứ không phải là giống như là mình coi phim mà thấy là phim quỷ nó nhập vô rồi là nó sẽ cố gắng nó mưu kế này mưu kế nọ, không phải các bạn. Cái tâm mấy cái con quỷ mà lúc đó là giống như là khi mà đã thành quỷ rồi á thì tính tình nó nóng nảy lắm. Nó giống như là cái nghiệp lớn quá đó, thì dễ quạo quọ vự rồi này nọ, rồi làm ra cái này cái kia lắm. Cái nó tức, cái nó lỡ nó đụng vô cái ghế đó, giống như nó giật mà giống như là nó mạnh thì mạnh, nhưng mà người ta xúm nhau, người ta đỡ cái này cái kia nặng lên rồi ta chịu lỡ, nó làm nó lỡ tức, nó nói nhớ ra không, mở ra mày mở ra không. Thì lúc đó người ta nghe ra cái âm điệu nó khác rồi. Còn bà ba nó trời ơi ông ơi, phải ông ơi. Cái nó quay sang nhìn bà ba, nói à, bà kêu mấy đứa nhỏ mở ra đi. Nó dụ bà ba các bạn. Mà dễ gì chịu. Người ta mới ôm bà ba lại. Thì lúc này cô Hồng này cô dòm vô, lúc đó là con quỷ là lúc này nó đâu có còn, nó tức giận lên rồi. Thì cái cô Hồng này cô dòm ra là cái mặt quỷ của nó. Cô mới la làng, cô nói nó kìa quỷ. Thì đó bà con tao biết. Thì may mắn cái lúc đó đang sùm như vậy, thì trong lúc này là người ta cũng đưa ông thầy Tư Chơn tới nè các bạn. Vừa kịp lúc nè. Chứ ta nói cái đêm đó mà ông thầy Tư Chơn ông tới không kịp ha, tới cái giờ linh của nó rồi, nó mạnh lên rồi á, thì lúc đó chắc bà con hàng xóm mình là mang cái quả lớn rồi. Ông thầy Tư Chơn ông về là ông không biết, nó có biết cái chuyện gì đang xảy ra bên đây đâu. Ông chỉ biết là phải đi qua nhà của cái cô Hồng này trước, tại vì cô Hồng này là đang nghe cái lời kể của cái người đi mời á, là đang bị cái trong quỷ của cô Thủy nè bám theo để mà hại. Thì ông thầy ông chỉ đoán nôm na là cái cô Hồng này có cái mối quan hệ với lại là giống như sắp có chồng, mà cái tuổi đời cũng gần bằng cái cô Thủy rồi, mà cái người đã có thành quỷ trong vòng mà thời gian ngắn như vậy mà cô thành quỷ rồi, nó chấp niệm cổ lớn lắm. Giống như là tao không hạnh phúc là tao không muốn cho đứa nào hạnh phúc, đứa nào mà nã ná giống tao là tao bắt đứa theo hết, kiểu như vậy. Thì ông muốn đi qua thì đi qua vậy, gặp bà con tao vốn nhà ở ngoài trước rồi. Rồi có người đi ra phía sau mà lấy mấy cái cây cối này nó chặn cái cửa sau lại nữa. Ông thầy Tư Trơn này ông đi vô, gặp được ông thầy. Rồi lúc đó người ta dòm ra ngoài, người ta gặp ông thầy ông đi ra, ông đi lợi trời ơi người nào người nấy mừng. Lúc đó tóc ông thầy này ông bạc trắng hết trơn, già lắm rồi. Ông dòm vô ông biết, thì ông thầy vừa bước tới cái xăng là ở trong là thét gào lên liền các bạn. Ê đi vô mày phá, mày tới đây mày phá hả? Nói với ông thầy là nạt nộ ông thầy, mày phá nó biết ông tới rồi đó. Thì ông mới dừng lại, ông mới đem xung quanh, ông đem ông giải bùa xung quanh nhà, ông không cho nó thoát. Chứ nó sức hồn cho nó thoát ra làm sao? Giải xung quanh nhà, giải đầy đủ cho lên, ông lấy bùa bọng, ông lời bắt thang là nó lên, ông yếm trên nóc nhà đổ trơn. Dung qua rung lại cái nhà nó đập vô vách. Tới khi mà ông dán bùa vô vách rồi đó thì nó không có đập. Ban đầu nó lắc mà giống như muốn sập. Sập cái quách tới. Thì ông dán bùa này nọ, ông làm lên vũ lắm lên. Thì lúc đó là nó mới không có làm mạnh được nữa. Mà nó tức, nó gầm thét, nó gầm rú ở trong hết trơn á. Thì mọi người lúc này là được ông thầy Tư Trơn đưa ra ngoài hết trơn rồi. Nhưng trong nhà bây giờ là nhốt mình trong. Còn cô Hồng cũng được đem ra ngoài, bà con đi qua cái nhà bà con kế bên ở trong đó đợi. Chỉ giữ mấy cái người đàn ông thôi, đàn bà là ông thầy cũng đuổi đi hết, đuổi qua bên mấy cái nhà khác hết, không có cho ở bên đây. Đó thì chỉ mấy đàn ông mà nó phụ hợ với ổng, ta nói đêm đó mấy cái người phụ người nào người nấy tay chân lạnh ngắt hết. Thì hỏi bắt đầu đâu dám ai hỏi gì đâu. Thì ổng nhốt rồi được rồi, ổng mới nói là cái này là không phải quỷ nhập tràng. Tại bà con ta hỏi phải quỷ nhập tràng không, nó không.
Tôi là tôi dòm nãy giống như lâu lâu nó da nó cũng gầm gừ đó, ông dòm vô này nọ đó rồi, rồi ông làm bùa này nọ rồi cũng nói chung là vất vả lắm các bạn, cũng dài 3 tiếng đồng hồ chứ không phải là đơn giản đâu. Thì ông mới biết được là ông ba ông chưa chết. Nhưng mà nếu mà cái đêm nay nè mà ông tới không kịp á, là không những ông ba đã chết, cô Hồng chết mà mấy người trong nhà chắc cũng sẽ chết. Cái nghiệp của cái nghiệp thì so qua không không có đến đâu, không đến đổi, nhưng mà do là cái cô Thủy này nè, cô mặc những cái đồ quá quý kỵ trước khi chết. Rồi khi mà đi vào trong cái chỗ cây liễu đó là một cái thứ mà thuận âm đó, mà mạng số của cái cô Thủy này là âm đó. Rồi mấy cái dòng dữ trong đó nó khiến nó xui này nọ, nó tích lũ, nó tích lũy nó ở trong đó bao nhiêu năm rồi. Cái âm biết mấy chục năm rồi, từ khi cây liễu còn nhỏ mà tới bây giờ là cái cây liễu đó giống như là nó dòng dữ rồi nó ở trong đó, bây giờ nó quá khứ là cái âm khí nó thành rồi. Giống như là một cái chỗ là cái chỗ gì đó, dòng thường thường ở không nổi luôn đó. Thì cổ chết trong đó, cái quất ngạn đó và bị xui khiến từ những cái dòng dữ, nó làm cho cổ trong vòng con tháng mấy là cổ thành quỷ, tác động nhiều thứ thế. Thì bây giờ cái xác của cổ là gần như là không một lần, giống như là vong hồn bị này nọ, cái này cái kia ha, là thầy pháp ta dựa trên cái hài cốt này nọ của cái xác là người ta có thể là làm bùa, người ta giữ là kiềm chế là cái vong. Nhưng mà cái cô này cổ cái mạng số của đặc biệt quá, cổ không có bị vướng phải cái xác của cổ, là bây giờ là cổ nhập vô trong cái ông ba nè. Thì ông thầy ông mới nói á, cái nguồn cái gốc nằm ở chỗ cây liễu, bây giờ nhốt được ở trong đây thì bà con á yên tâm đi, nó chưa ra được khỏi chỗ này đâu, chưa ra khỏi được cái xác đâu, nó còn ở trong đó, mà tôi chưa dám xâm vô bắt nó đâu. Ban ngày là tôi bắt nó, ý ông nói là ban ngày không bắt được, tại vì á hồi trước cái dòng quỷ kia là kiểu bằng mấy mươi năm ở trong dòng quỷ chỗ cái kênh đó các bạn, mà ông ba sẻn ông đập bể rồi cái thoát ra đó, thì cái dòng quỷ đó một lần đã một xưa đã là quỷ rồi, rồi thầy pháp trắng ở đó mấy mươi năm này nọ, rồi bây giờ bể nó thoát ra thì nó mạnh, mà nó chỉ ngang ngửa với lại ông thầy Tư Trơn thôi. Còn cái cô Thủy này thì nói gì thì nói, tuy á cổ là một cái người mà quá nhiều cái điều kiện để làm cho cổ thành quỷ trong thời gian ngắn, nhưng mà dẫu sao cổ cũng mới thành quỷ thôi, đâu có làm lại ông thầy Tư Trơn. Nhưng mà ông biết á, là cái nguồn, cái gốc, cái cội là nằm ở ngoài chỗ cái liễu nè. Mấy cái dòng dữ ở ngoài đó nói là nó chưa thành quỷ, nhưng mà mấy cái đó mới ghê đó. Chứ còn mà cái cô Thủy này đối với ông thầy này là chưa đâu, chưa làm được gì ổng đâu. Đó. Cho nên là rất là hợp lý nha. Dòng hồi trước ở ngoài chỗ cái bờ kênh đó thì nó hình thành thành quỷ mấy mươi chục năm rồi, nó bị nhốt ở đó. Giờ thoát ra nó mới mạnh vậy. Mà nó không phải vướng víu ở một cái chỗ nào cả. Còn cái cô này nè là cổ, giống như cái nguồn gốc của cổ là phải ở chỗ cây liễu, cổ không bị vướng chỗ cái xác của cổ mà cổ vướng ở chỗ cây liễu á, mà cây liễu đó là mấy mươi năm dông dữ rồi nó ở trong đó, thì chỉ mấy cái dông nó tác động thôi, quan trọng là cái đó. Còn cổ á thì ổng cũng đâu có muốn là triệt giống như là cái con quỷ ngoài chỗ cái kênh đâu đó. Thì ổng mới nói với bà con ở đây, ổng dắt mấy người ra, ổng dắt mấy người đi ra ngoài chỗ cây liễu các bạn. Thì lúc này là ban đêm ban hôm đốt đèn sáng rực cái chỗ đó chứ. Mấy cái dòng dữ ngoài đó nó biết đó. Thì lúc mà ông đi á là ông có kêu một cái người theo, cái người đạp đồng á, là giống như là người đồng ngồi đồng cho ông á. Ông đi ra ngoài đó thì lúc này bà con người ta mới phát hiện, mới thấy là cái dao còn dính máu của chó mực, ông đó là như nó nâu lại rồi, nhưng mà là giống như là người ta nghe cái mùi tanh rồi, vì ông thầy ông giờ không biết. Rồi trên cây liễu, thăng cây liễu này nọ, ông tạt máu chó mực lên này nọ đó, nó cũng dính cho nó thăng cây tùm lum ở trên. Rồi có cái dấu chặt nữa, thì lúc đó người ta mới biết đó, mới biết là rồi. Trước đó ông ba ông đã kể cho cái ông tám ông bảy gì đó nghe là tôi tính là tạt máu lên cái mộ mà không có làm, cuối cùng là gia cây liễu làm nè. Lúc đó bà con người ta mới nói cho ông thầy nghe vậy. Thì ông mới nói á, ông dòm vô ông nói là ba cái máu chó mực này á đúng là nó trị tà thiệt, nhưng mà nói với mấy cái dòng khác, còn mấy cái dòng mà chỗ cây liễu này là không ăn thua. Ông dao ông chặt về á, nó mới hớp cho hồn ổng. Rồi cái con nó mới suối cái con thủy, ông thầy cũng kêu là con thủy. Suối con thủy là nhập vô để về bắt mạng của mấy người trong nhà trả thù. Nó suối con thủy không à.
Thì ông mới dòm vô, ông thấy ông biết rồi mà. Ông biết là mấy cái dông này nó dữ lắm, nó phải là một ngày một trận gì mà làm được. Thì ông mới làm bùa. Ông làm bùa, ông đánh vô cái liễu. Ông đánh như vậy thì bà con người ta dòm, người ta cũng đâu có thấy gì đâu. Hồi trước ông thầy pháp trước đó, ông đã đánh vô cái liễu mà ông ọc máu mờ máu miệng ông chết mà. Người ta cũng hồi hộp vậy đó. Cái ông mới đánh. Ông đánh rồi xong rồi đâu có chừng là 2-3 giờ sáng cái ông kêu đi về. Bà con người ta không thấy gì chứ. Ông kêu đi về. Đó, thì bùa chú độn dán lên cây liễu cũng nhiều lắm. Cái đi về. Trên đường đi về, về tới nhà ông không nói gì. Đó, ông nói bây giờ phải cứu thằng ba. Rồi cứu cái hồn của con thủy trước. Rồi con hồng đó. Đó. Thì ông ra ngoài đó, thật ra cái lúc mà ông về tới nhà rồi ông đánh cái cây liễu, ông mới nói là ông đánh mà ông cướp lại mấy cái hồn mà bị mấy cái dông này nó bắt. Ông cướp lại, ông bắt lại, ông giữ lại. Thậm chí có cả cái hồn của cái người mà anh á. Cái người anh, mà hai anh em mà người anh bị chết á. Thì ông giữ lại được hết rồi. Ông mới đem về. Ông đem về thì lúc đó ông mới đợi gần sáng. Ông đi vô. Ông không cần ai đi theo chứ. Ông đi vô, ông đem bùa vô, ông đánh. Ông đánh cái dòng cô thủy. Trong cái xác của ông ba. Ông đánh xong rồi là lúc đó ông về là cỡ 4 giờ sáng rồi, ông đánh nó có chừng nửa tiếng đồng hồ ở trong, ông làm bùa làm phép vậy trong. Tới chừng mà ông kêu một cái là bà con đã xúm nhau, người ta chạy vô. Đó, bà con mới xúm chạy vô trong là lúc này là ông ba ông xỉu rồi. Thì ông mới làm bùa làm phép đâu cỡ chừng là tới trưa thì ông ba mới tỉnh dậy. Còn cô Hồng á thì ông nói là phải mấy tháng mới hồi phục. Tại hồn vía tuy là trả lại được rồi. Nhưng mà do là giống như là vía đi ra khỏi cái xác hơi lâu á, làm cho là cái cô Hồng này là có phải ngơ ngơ vậy một thời gian vài tháng nữa mới hết. Nhưng mà không chắc chắn là hết. Gia đình lúc đó cũng mừng rồi. Cái lúc đó thì ông bà có cả cái cha mẹ của cái người mà hai anh em nè, rồi có cả ông bà hai. Rồi ông ba thì ông tỉnh dậy, mới tỉnh dậy rồi ông cũng xìu qua, ông đâu có nói được gì đâu, ông chỉ biết ông chỉ nhớ là ông đi về đó ông chặt mấy cái nào ông cũng quay cuồng. Rồi giống như cái gì đó xô ông đẩy ông ra là ông hết biết rồi. Thì ông thầy này ông mới giải thích như nãy giờ Bảo nói vậy đó. Rồi ông mới kêu người động ngồi xuống là buổi trưa, cho cái người anh, cái người chết người anh nó mới đạp đồng lên rồi khóc quá trời khóc, nói là con là con không biết, ông giả thành quỷ dắt con đi. Thì dắt con tới đây á, dắt con tới rồi con thấy cây liễu mà con không biết cây liễu. Anh đạp đồng vô anh nói là thấy cây liễu nhưng mà không thấy cây liễu, giống như thấy cái nhà vậy đó. Leo lên trên rồi cái bắt đầu cái cho con ăn uống này nọ, rồi cái mới rủ con là tắm xong, anh kể vậy đó, tắm xong thì ra nó cái hồ kêu con nhảy, thì con nhảy một cái là con chết, tức là nhảy vô cái thòng lọng đó các bạn. Đó thì ông thầy ông mới hỏi, ông nói là mày vậy dấu cuối cùng là ai giết con, ông hỏi vậy. Thì chỉ ra ngoài kia chứ không có chỉ cô Thủy. Thật ra đó các bạn, là cô Thủy này nè, cô thành quỷ, nhưng mà nói là mấy cái dông đó nó khiến nó giúp cho cổ thành quỷ đang trả thù này nọ ha, về phe nó rồi, chứ không phải thật ra là nó khiến nó làm cho cô Thủy là dắt dụ người này người kia lại cho nó bắt. Tại vì nó ở trong cây liễu rồi, nó mới ra ngoài, nó ra ngoài cái là giống như là nó có cái gì đó kiềm chế nó phải ở trong đó, ra ngoài nó bắt người không được. Thì vô tình cái cô Thủy này, cổ lợi cổ treo cổ cổ chết đó nè, nó mới xui khiến cổ, nó mới xúi cổ rồi để nào mà đi dụ hoặc người này người kia lại cho nó bắt. Nhưng mà giống như là trong tâm trí cô Thủy chỉ biết là mình đi trả thù thôi. Những người mà mình làm cho mình uất ức mình, cái nghiệp mình nó lớn lên vậy nọ, thật ra là nó xúi khiến cổ không. Bởi vì khi là cái người sống mình á, thần trí đủ nè mà còn suy nghĩ chưa, đôi khi sai mà còn không biết sai nữa mà. Cho nên là khi mà cô Thủy này có thành quỷ rồi mà cổ mới chết vậy đó, cổ đâu có minh mẫn đến độ mà cổ nhận ra đâu. Đó thì nó xui khiến vậy, để cho cái cô Thủy này cổ đi, cổ bắt người này bắt người kia lại cho nó bắt mà nó mốt là nó rời khỏi cây liễu đó là nó cũng thành tinh rồi mấy cái dòng lần. Cái sau đó thì đạp đồng người này xong, tới chừng mà ông cho cô Thủy này đạp đồng lên á, thì cổ lên là cổ dòm cha mẹ cổ liếc như này, cái doanh nghiệp cổ lớn mà cũng chưa có quá giải được á, cho nên là cổ dòm cha mẹ cổ hầm hầm vậy nè.
có đồ giết, có đồ giết mấy người mà hại cổ này nọ, là nó giống như là trong đầu cổ là người ta hại cổ chết, người ta không có hại cổ thê thảm chứ không phải là tự cổ tìm lấy. Con không biết cái đó, con nghĩ rằng là mọi người người ta hại cổ chứ họ không có biết là tự cổ chuốc lấy cái đó. Nhưng mà đâu phải một ngày một bữa mà làm được các bạn. Ông thầy đó ông phải bắt về, bắt cái hồn cổ về, rồi này nọ, rồi giải thích cho cổ, rồi cho cổ này nọ, một thời gian dài lắm. Nhưng mà phải đem đi chỗ khác chứ không có để lại chỗ này. Nếu mà để chỗ này cổ gặp này gặp kia gặp mấy người đó rồi, là cổ không có tiêu được cái nghiệp đó, thì mới nói với gia đình của ông bà hai á là bây giờ tôi đem nó đi lên trên chỗ đó đó, nhờ mấy cái ông chỗ đó đó ông giúp đỡ cho, thì nào tiêu nghiệp rồi nó về đó. Thì cũng mừng, ông bà hai cũng mừng. Rồi bây giờ phải xử lý cái chỗ cây liễu, xử lý chỗ cây liễu các bạn. Cái mấy bữa sau ông thầy ông mới kêu cái người đồng ra ngoài ngồi chỗ cây liễu á, làm mấy ngày trời không được, làm tới bữa đó cái nó mới chịu đạp đồng lên. Nó đạp đồng lên các bạn, nó đạp đồng lên thì nó nói chuyện với ông thầy mà người thường đâu có biết. Rồi xong rồi á, một hồi nó mới nói, nó nói là bây giờ mày mà đuổi tụi tao đi ra mà không cho tụi tao ở chỗ này á, nó nói với ông thầy á, mày không cho tụi tao ở chỗ này á thì mày biết rồi đó, hồi trước nó chỉ hồi trước luôn, nó nói hồi trước á, là con quỷ trong ngoài mà kinh á, là sau này mấy cái chỗ đó là dông về nó ở, tụi tao ở đây tụi tao còn giữ lại được nha, chứ tụi tao mà đi rồi mấy cái dông đó nó về là tụi mày không có yên. Nó nói vậy. Thì ông thầy này ông cũng biết chuyện đó chứ không phải không biết, nhưng mà cái đó là thuộc cái dạng cái chuyện của tương lai. Mà thêm một cái nữa đó là giống như là mình cản không được, nhưng mà hiện tại nè, tương lai sao chưa biết, nhưng mà hiện tại nè là mấy cái dông này hại người, muốn bắt người này bắt người nọ, là mấy cái dông này mấy dông ác chứ không phải là mấy cái dông là an phận thủ thường ở yên, thì ông thầy nó có làm gì à, thì ông thầy nó có làm gì mà bây giờ nó đã làm như vậy rồi. Thì ông thầy ông nói bây giờ hồi trước mấy bay che giấu còn sao á, mấy bay ở trong đây mấy ba bốn cái dông ở trong đây như vậy đó mà cũng không hại ai, đi ngang thì người này người kia thầy bà người ta thấy là cũng có âm khí chắc tích tụ này nọ, nhưng mà người ta nghĩ không hại ai thì người ta đâu có phá tụi bay, mà sao bây giờ bay ra mày hại người này nọ, rồi mày khiến cho người ta mới chết mà dụ hoặc xúi dục ra thành quỷ, rồi bắt dụ người này người kia lợi. Nói hồi nó nói giống như là nó nói lý với ông không lợi ông, thầy nó ác thiệt mà đó. Thì ông thầy ông nói bây giờ là không có được, phải là đốt cái này, tụi bay muốn ở thì bây giờ đi theo tao dắt cho đi. Ban đầu nó không chịu, không chịu các bạn. Ông làm bùa ông đánh tao nói ròng rã như vậy đâu có nửa tháng trời, thì cuối cùng nó đạp đồng lên nó chịu không nổi, chứ làm lợi ông bị mắc kẹt, nó làm đâu lợi ông. Thì nó mới xin ông là bây giờ cho nó đi, nó đi, nhưng mà nó đi rồi nó nói là sau này chỗ này là cũng nữa cũng vậy nữa, cũng sẽ có một cái rất là ghê rợn nữa, giống như tâm linh về ở vậy đó. Thì ông nói cái chuyện đó là chuyện sau này, còn giống như ông nói các ngươi là bây giờ ác rồi, đã gây cái nghiệp vậy rồi, giờ đi trả nghiệp đi đó. Thì ông cuối cùng nó mới chịu, là ông mới thâu nó về, ông thâu về xong đó. Thì ông mới nói với lại bà con ở đây á, ông làm một cái lễ xong rồi ông mới đốn cây liễu đó, đốn cây liễu đó đem đổ cây liễu đó ông đem đốt, đốt sạch hết trơn các bạn, môi gốc môi rễ rồi lên làm sạch hết đó. Thì ông thầy ông cũng biết là sau này á, tới cái giai đoạn nào đó thì giống như là cho mấy cái chỗ này nó cũng tích tụ dữ lắm rồi, sau này rất thích hợp cho mấy cái dông nó về nó ở. Mà bùa chú đâu phải là ông là thần tiên gì đâu mà ông trấn yểm ở đây theo kiểu là hồi xưa trấn yểm mấy chục năm này nọ để ông làm không có được mấy cái đó. Mà ví dụ trấn yểm chỗ này em nó trấn hết nguyên cái sớm, đâu ai mà đủ năng lực mà làm tới mức độ như vậy các bạn. Thì ông mới nói là chuyện sau này nếu như mà có khi mà gặp những cái chuyện mà tâm linh mà nó rùng rợn quá đó, thì bà con nên tránh né hai chỗ này, rồi từ từ tìm thầy bà khác giúp. Chứ bây giờ ông đâu có biết cái chuyện nó xảy ra như thế nào đâu, tương lai như thế nào đâu mà biết đường mà tránh né cho bà con. Nhưng mà hiện tại á thì đỡ rồi đó, thì xong rồi đó. Đó. Thì bà con lúc đó nghe thầy nói vậy cũng mừng, thôi cái chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua. Thì tính tới thời điểm là hiện tại ở chỗ cái con kênh á, thì nó đã qua 12 năm và cái chỗ cây liễu đã hơn 10 năm rồi. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó đó, bà con ở đây người ta không có gặp việc tâm linh nữa. Mà cái chuyện gì đó đã xảy ra rồi, nó trải qua một thời gian dài,
rồi bà con đi làm đêm làm, như mấy năm đầu người ta còn sợ, người ta không dám đi, nhưng mà thời gian sau 3-4 năm sau này nọ người ta mới đi làm đêm này nọ, rồi có người đi đông, có người đi một mình này nọ thì cũng không xảy ra việc gì đó. Thì thành ra dần dần trong tâm lý của bà con gần như là đã muốn quên đi cái việc đáng sợ xảy ra mười mấy năm trước rồi. Giống như người ta nói rồi rồi rồi, đỡ rồi, không có còn, không có xảy ra cái việc gì ghê rợn nữa rồi. Coi như là hồi đó là mấy con quỷ giống như là nó hù thôi. Còn thầy Tư Chơn là giống như là ông lo lắng cho bà con, rồi ông sợ, thành ra ông mới căn dặn dặn dò những cái điều như thế. Cuộc sống của bà con thì trở lại bình thường rồi. Hai cái điểm đó thì người ta cũng đi, mà cái cây liễu bây giờ là sau hơn 10 năm á các bạn. Thì cái chỗ cây liễu không biết họ làm chặt bới thì sao, mà bây giờ nó lại mọc một cái cây liễu khác. Nhưng người bà con cũng chẳng ai dám vào đó chặt. Tới thời điểm đó thì cây liễu giống như một cái nhánh nhỏ của cây liễu lớn hay sao đó, mà bây giờ nó lớn cũng cỡ là nửa ôm tay người lớn rồi. Nhưng mà so với cái mức độ hồi lằn thì giống như là không có đáng kể. Và bà con người ta cũng không có gặp cái gì ghê rợn chỗ đó cả. Đó thì cuộc sống mà ta làm sông nước này nó cũng bình thường. Đó thì tới một cái ngày nọ, cái năm đó là nước nó vô đồng, năm cái mùa trước là năm kiểu mà một năm vậy là có phải có mấy cái tháng là nước nó vô trong đồng. Thì có hai cha con của ông này làm cái nghề cũng giăng câu thả lưới như vậy. Tuy là hai cha con nhưng mà họ đi hai chiếc xuồng đó. Cũng như là một người giăng là tôi con giăng hướng này thì cha giăng hướng kia đó. Thì có một cái điều bất thành văn trong khoảng 10 năm nay là bà con ơi, giăng lưới làm sao giăng. Thay vì cái con kênh đó nó chắn ngang cái đồng thì bà con cứ giăng ở bên đây, đừng có qua cái con kênh mà giăng. Thì con kênh nó không bị ngập, do là mỗi lần người ta đổ cũng khá là cao, không bị ngập. Xung quanh thì nước mênh mông, còn con kênh nó nằm hai bên về cái nước trong kênh ở chính giữa. Đó. Thì lúc đó hai cha con là cũng là giăng lưới ở đây là năm nào cũng giăng rồi. Thì người cha, các bạn cứ liên tưởng người cha thì sẽ đi cái hướng bên tay phải, còn người con thì đi hướng bên tay trái, như người đi lên người đi xuống vậy đó. Thì giăng cũng như mọi khi thôi. Bữa đó là khoảng 10 giờ mấy. Thì trời hôm đó nó cũng có gió, gió thì trong đồng á, cái sóng ở trong đồng nó sẽ nhấp nhô, nó không lớn mấy. Đó. Nhưng mà trời á thì nó cũng có trăng. Mà gió nhiều như vậy thì cái đèn nó không có tác dụng. Để ra ngoài thì nó cũng tắt. Mà được cái trời có trăng, mà dân mà đã sành nghề cái nghề xả lưới dân câu này rồi thì người ta không cần đèn. Có trăng rồi người ta không cần đèn, quen thuộc quá mà. Thì ông người cha đó, cái ông cha này ông mới lo cố gắng ông thả lưới cho xong. Thường thì hai cha con nó giống như là xuất phát đi là cỡ chừng 7 giờ mấy 8 giờ tối, thì đến khoảng chừng 11 giờ là phải tụ lại cái địa điểm mà hai cha con nghỉ ngơi đó. Cái người cha mới xả lưới hoài. Một hồi lâu sau á thì gần hết lưới rồi. Thì bỗng ông mới dòm tới phía trước, ông mới thấy là có một cái chiếc xuồng đang bị lật. Dưới ánh trăng lờ mờ ông dòm là đang bị lật. Mà ông dòm, ông nói là cái khu vực chỗ này chỉ có ổng với con ông thôi. Giống như là thả lưới thì ở cái khu vực này có hai cha con ông, thì khu vực khác người ta thả lưới chứ không có chung chạ với nhau nhiều. Ông mới dòm ông thấy. Ông thấy sao mà cái xuồng y gian cái xuồng con mình, mà đứng ở trên cũng y gian con mình luôn. Thì lật cái xuồng, cái người đó mới nhảy xuống và liên tục kêu là tía ơi cứu con. Tuy là trong đây nó sâu nhưng mà dân đồng ruộng răng sông nước bơi lội rất là giỏi, cái kiểu mà trong đồng vậy là không thể nào mà chết đuối được. Thì chỉ có một khả năng duy nhất là cái người con có lẽ bị rợp bẻ giống như chuột rút rồi đó các bạn, thì mới có khả năng là chết chìm thôi. Mà cái xuồng á của những người mà giăng lưới này nọ, người nó chìm chứ nó không có chìm thẳng dưới. Chìm đã chìm ngập xuống mà mặt nước cái thôi à, là nó bắp bên vậy đó các bạn, chứ nó không có chìm sâu dưới. Thì cái xuồng thì nó chìm, nó trôi qua một bên, còn cái người con thì chơi với dưới nước mà kêu bằng chùm y giăng như người mà chết đuối vậy đó. Thì cái người cha quảng hồn quảng vía liền buông tay lưới ra liền, cầm xào chống siết, trời ơi con ơi, chống siết tới. Tại vì chống xuồng á sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với các bạn nhảy xuống mà bơi.
ông nhìn thấy con ông phía trước, ông cứ chống chống xiết 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 tới vài với cái ý định là cứu con của mình. Nhưng mà lúc đó là ông hoảng quá và ông bị khiến, cho nên là ông không có nhận ra là cái sự sai ở trong đây nó không có đúng. Tại vì sao? Tại vì thí dụ như con ông mép bị dưới đi, ông mép bị trên mà ông nhìn tới bị trên nữa, đáng lý ông dòm chìm là phải chìm mép bị dưới kìa thì mới là con ông, còn cái này mép bị trên nữa thì bị trên nữa nó có ai đâu, phải con mình đó. Thì ông cứ chống 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 hoài, chống hoài chống hoài đặng ông cứu con cả. Trở lại cái người con ở đây nè, giăng lưới xong xuôi hết trơn rồi, 11 giờ khuya trở lại cái vị trí mà nghỉ ngơi á, dòm hoài dòm ra ngoài đồng ruộng hoài sao không thấy tía mình. Ủa giờ này là tía phải làm xong mà sao giờ chưa xong nữa, ráng đợi thêm cái 11 giờ rưỡi á mới không an tâm. Chống xuồng ra không biết tía mình bữa nay có mệt bỏng gì không, chống ra kiếm quằng 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 kiếm hoài kiếm không gặp tía mình, kiếm tới mà giáp nữa cái phần kênh bên đây luôn cũng không có gặp tía mình luôn. Thì lúc này mới quảng hồn quảng vía mới la lên, la lên rồi chống lại những cái xuồng câu khác nhờ giả xúm nhau mới túa đi kiếm. Rồi kiếm nữa bên đây không có thì buộc lòng phải xong qua bên kia nữa bên kia, mặc dù là người ta nói là thôi sao giăng lưới gì giăng lưới đừng qua nữa bên kia, nhưng mà lúc này là đi tìm người mà ta nói cả chục chiếc xuồng đèn đuốc đồ đốt lên chống đi kiếm, cứ kêu tên cái người cha hoài, kêu kiếm kiếm vậy mà tới gần giờ sáng thì kiếm không gặp. Tới chừng mà họ tụm lại để mà lấy dây câu để mà kéo kéo coi là có chìm xuồng này nọ không đó, thì trong cái quá trình họ tóm dây câu lại để chuẩn bị mà kéo rà đó các bạn, kêu bằng xuồng sắp dài với nhau kéo rà chứ có bá cái gì không đó. Thì lúc đó cái có một người mới đi lên để mà đi chặt những cái nhánh cây để nối kết bệnh lại với nhau á, thì đi lại cái chỗ con kênh nè, đi lên con kênh để chặt mấy nhánh cây nhỏ nè, là mới gặp cái xuồng của cái ông người cha đó nó chìm rồi, mà nó cặp mé nước nữa, cặp mé nước kênh á, chìm nó còn nhô lên chút xíu vậy nè. Thì giờ mình thấy và lại tiếp tục thấy cái người cha ông nằm gần cái xuồng cỡ chừng thước mấy, mà ông nằm là nửa người dưới nước nửa người trên bờ, mà cái mặt của ông thì úp vào trong cái bờ đất, tá quả lên la làng lên súng nhau chạy lại thì ông chết rồi, người cha chết rồi các bạn. Dông mấy cái dông mà hồi trước nó báo là sau này là gặp cũng gặp cái quạ nữa rồi dông hồn sẽ tới đây ở này nọ, thì bắt đầu là tới cái thời khắc nó phá rồi các bạn, nó bắt người cha chết queo nó. Thì bà con này biết sao giờ, thì thấy ông vậy thì tưởng đâu là ông bị trúng gió trúng phong trúng giật gì rồi ông tấp xuồng vô trong đây rồi lỡ mai ông té rồi chìm xuồng rồi ông úp mặt vô trong cái phần đất đó ông chết, chứ người ta lúc đó là đâu có biết đâu. Đâu có biết cái tình trạng mà ông chống xuồng điểm gặp con của mình, ông ai mà biết. Nó thì sau này á, đạp hồn đạp đồng đồ lên ông cởi lại mới biết. Nó thì bảo nói cho mọi người biết luôn. Đó, thì khi mà cái người cha này chết rồi nè, người con cũng đem về chôn cất này nọ rồi làm tròn cái chữ hiếu khi mà cha mình đã đến cái thời của giống như tới cái giai đoạn cuối cùng rồi, cha mình đi rồi, bây giờ phải là tươm tắt mồ mả cho cha. Đó, thì xong xuôi đâu đó rồi cỡ chừng một tuần lễ sau đi, thì người con cũng đâu có dám đi mà. Hồi trước giống như là cái người cha mà chết rồi là con thủ lễ hơi lâu các bạn. Thì lúc đó nó có cái một cái ông khác, ông này bảo gọi là ông Bảy đi. Cái ông Bảy này ông cũng làm giăng câu thả lưới đó đó. Nhưng mà lúc đó thì bà con người ta cứ nghĩ là cái ông người cha chết là do bệnh hoạn, trúng gió trúng phong thôi, chúng ta chưa nghĩ nó bị tâm linh. Cái ông này ông cũng đi giăng lưới rồi cũng gần gần đó đó, thì cũng cắm cái xuồng ở phía mép gần kênh, cắm xào xuống rồi cọp lại các bạn. Cái tự dưng cái ông mới đang ngồi nằm, ông nghĩ ông cầm đũa thuốc ra ông hút, thì ông mới nghe cái tiếng khóc ở phía xa xa trên cái đường bờ kênh á. Ông nghe cái tiếng khóc như vậy, ông ban đầu ông nghe thì ông nói ủa sao mà giờ này mà ai trong đó khóc, bây giờ là chỉ có giăng mà giăng câu thả lưới này nọ khóc thôi, mà cái vị trí ông nghe khóc lại không có gần với cái vị trí cái người cha chết, cũng cùng trên một con kênh nhưng mà cái vị trí nó khác nhau gần cây mấy số lần, cho nên là ông Bảy này ông không có nghĩ đó là trong hồn của người cha. Ông tò mò mà nửa đêm nửa hôm thì chỗ đó của mình ổng mà,
lâu lâu cũng nghe khóc, nghe lâu cũng nghe khóc, thì ông mới một phần ông tò mò, một phần ông lại suy nghĩ rằng là có khi nào có người nào người ta cần giúp đỡ, thôi bây giờ mình đi lên, mình chống xuồng lên mình đi coi cái có con sao đó. Thì ông mới chống xuồng vô đó, bước lên trên bờ đất của con kênh. Ông đi đâu khoảng chừng 100 thước như vậy thì ông giờ ông thấy có một bóng người đi ngược lại với ông, và chính cái người đó là cái người vừa đi mà vừa khóc. Hồi nãy thì ông chỉ nghe tiếng khóc thôi, cái bây giờ cái ông nghe thêm một cái tiếng nữa là cái người đó nói, đưa cái tay ra như này các bạn, con ơi con ơi con ơi đó, liên tục kêu như vậy, con ơi vậy đó. Mà cái tay đưa ra phía trước vậy nè, cái ông bảy này ông cũng giật mình, ông nói trời trời, hôm nay ông này ông bị điên ta, giờ mà đi thì giống như đi với người bình thường vậy đó. Cái ông mới dòm kỹ 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 lại, cái ông mới sực nhớ ra, ủa sao cái tiếng này sao mà giống như cái tiếng của người cha quá, tại vì hồi trước hai người cũng quen biết nhau mà, con ơi con ơi con, nó kêu là kêu nữa, mà trong đêm hôm cái tiếng kêu đó nghe rất là ghê. Thì ông bảy ông mới có cái sự phòng bị của ông đi, ông nói trời ơi sao cái tướng tá mà nhìn mặt mày cũng y gian giống như cái người cha này trời, có khi nào thì hồn ông về hay không. Mà lúc đó thì thí dụ như người ta biết cái chuyện của cái ông người cha này chống xuồng đi cứu con thì người ta biết là bây giờ cái hồn ông chết rồi, ông kêu con ông giống như trước khi chết á, ông cái tâm niệm là cứu con cứu con cứu con, cho nên là khi mà mất rồi thì cái hồn của ông cũng làm theo những cái điều đó. Đằng này là người ta không có biết, thành ra là ông kêu con ơi con ơi con ơi, người ta cũng không biết cái chuyện gì hết trơn, mà sao có tiếng giống quá đi. Cái ông bảy ông mới sợ, ông mới thụt lùi thụt lùi thụt lùi, thì ông thụt lùi mà ông người thường mà ông đi đâu có nhanh bằng cái vong hồn, thì cái vong hồn của người cha mới đi lại gần ông dòm ông, ta nói cái mặt đó nghe trắng ngắt luôn, trắng ngắt à, mà hai con mắt đen kịt, mặc cái bộ đồ đen y chang như cái lúc mà ông chết. Thì ông bảy ông dòm thấy ông tá quả rồi, lúc đó là kiểu như đơ người ra rồi. Thì ông mới dòm ông bảy, ông nói ông gặp con tôi không. Thì ông bảy ông nói gì trời gì trời, là ông quay mặt ông tính chạy đó, mà lúc đó giống như là quýu quá đi, ông không chỉ cho tôi thấy con tôi bắt ông, tôi bắt ông. Chồm chồm người tới thì ông bảy nè, trời ô liên quan đến sống chết mà. Thì ông mới nhào ông gồng lên ông chạy, ông chạy từ bờ kênh đó mà ông chạy tới cuối cái bờ kênh luôn, cái xuồng ông bỏ ra đó ông đâu có lấy kịp. Thì ông cứ ông chạy chạy quay mặt ra sau là ông thấy ông nệm rượt họ cắm đầu cắm cổ, ông chạy về, ông chạy rồi ông kêu người này người kia xúm nhau, người ta xuồng câu cũng cách đó cái mấy số đó, cái ông chạy tới đó rồi ông la lên người ta xúm lại nó tiếp ổng. Thì ông mới kể lại hồi nãy là vậy 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 đó. Đó thì bắt đầu từ cái lần mà cái người cha chết và hiện hồn về liên tục kêu con ơi con ơi con ơi, đến một khoảng mấy ngày sau thì cái người con mới vô cúng kiến và giái giang cha mình về đó. Cũng làm cá kiểu, nhưng mỗi đêm xa xa người ta hay nghe cái tiếng khóc và cái tiếng mà cái người cha này về kêu đó. Rồi sau đó cỡ chừng một tháng mấy trời các bạn, cũng có những người chết, cứ một tháng bắt ngừng, tháng bắt ngừng vậy đó. Người này chết rồi người kia chết, cứ như vậy mà đến khoảng chừng 3 tháng thì ngưng à. Có một cái là bà con người ta sợ rồi, ta không dám vô chỗ đó rồi. Còn về cái chỗ cây liễu á, thì lúc đó vô là nước ngập, nó ngập lên cây liễu luôn. Cây liễu đâu phải là cái chỗ bờ kênh đâu mà không bị ngập đó. Thì lúc đó nó, ta nói lạ một điều là như thế này, vào mùa nước nổi mà hồi đó nhầm khi cũng lũ lụt này nọ các bạn, thì có những người mà người ta đi xuồng ghe ngoài sông này nọ chết rồi, nước mà nó ngập đường ngập xá nè, rồi nước thì cái xác nó sẽ tấp vào bờ. Mà nó lạ một điều là xung quanh cây cối tùm lum hết trơn, không tấp đâu, đè tấp ngay vô cây liễu đó, tấp ngay vô cây liễu đó, tôi chừng phát hiện là nằm vô cây liễu. Mà cũng y như cái chỗ mà con kênh á, cứ dài cứ một tháng vậy là thế nào cũng có một người xác chết, một là trong xóm, hai là những cái người ở gần đó, lân cận đó. Thì ở chỗ mà cái con kênh người ta còn có thể là suy đoán rằng là cái người cha ông thương con ông quá, rồi nửa chừng ông mắc như vậy, thành ra là ông thương con, ông nhớ con, mà ông nửa đêm vong hồn đi kiếm. Nhưng mà những cái chết sau thì giải thích làm sao, còn ngoài cây liễu này nè, sao mà xung quanh cây cối tùm lum cho nó nhét vô còn chưa được, nó mà sao mà cái xác nó lại trôi lại ngay lại trong cái chỗ cây liễu đó. Và đêm đêm có người người ta thấy là những cái đèn, cái bóng đèn giống như là bóng đèn vậy đó, hay hoặc cái đốm lửa đó chập chờn trên cây liễu.
Đó là lúc đó là người ta sợ rồi. Nhưng mà lạ một điều là hai cái điểm này nó chỉ rộ lên cái thời gian nó khoảng chừng 3 tháng thôi, thì bắt đầu nó im lại. Im lại. Nhưng cũng bắt đầu từ cái lần, những cái lần đó là tính ra 3 tháng là mỗi chỗ cũng chừng 3 người chết rồi, hai chỗ là 6 người chết rồi các bạn. Và những cái hiện tượng tâm linh tới như vậy á, thì bà con người ta đã xem hai chỗ này gần như là cái chỗ bất khả xâm phạm. Sợ rồi, hồi trước là những cái lời hồi trước quên, bây giờ nhớ lại hết. À, thì thời điểm đó là cỡ chừng một năm sau nữa là cái chỗ đó không ai dỡ tới, không ai lại gần, chứ ban đêm ban hôm là tuyệt đối không bước đi ra, còn ban ngày luôn cũng không lại gần mấy chỗ điểm đó luôn. Còn lỡ mà người ta bằng ruộng bằng này bằng kia ở ngoài con đường con kênh á, thì người ta chỉ dám thí dụ như đi cái đoạn đó khoảng chừng 5 cây số, 3-4 cây số đi, thì duy nhất ở giữa đi, các bạn liên tưởng như ở giữa đó là con đoạn 1 cây số ở giữa là không ai dám bước vô đó. Thậm chí người ta còn làm hàng rào nó chắn luôn, không cho vô. Mà cái chỗ mà các bạn biết một năm trời các bạn không đụng vô được, cái gối dây leo nó bò bít bùng ở trên. Ở trên cây liễu cũng vậy luôn, phạm vi mà 1 cây số xung quanh cái cây liễu đó, xin lỗi các bạn, không tới cây số, có nửa cây số à, cây liễu thì nó ngắn. Nó thì là cũng như không ai bước nó tới. À, trải qua năm thì bà con á, người ta cứ xa xa ta dòm vô, thấy những cái vong hồn chấp chởn nhập chờn ở trong đó, thấy hoài à. Con cái là không ai đi vô, cho nên là không có xảy ra cái việc gì đáng tiếc. Nhưng mà người ta biết chắc chắn rằng ở trong đó là chắc là gây rợn, chẳng ai dám mạo hiểm cái mạng của mình để bước vào bên trong, bất kể là ban đêm hay ban ngày. Đó, thì sau một năm thì ở trong cái xóm này là cái thời điểm đó là có một cái ông rất là giàu, tạm thời bảo gọi là ông bà cả đi. Thì ra ông bà cả này á là cũng là cái người mà nói chung là không phải là người xấu, giàu có này nọ, cho bà con mướn đất này nọ màng. Mà hồi đó là theo cái kiểu là mướn đất màng mà ví dụ như là người ta sẽ thu thế. Ví dụ như là một mùa như vậy là mình phải đông lúa cho người ta bao nhiêu, mình làm thắt, mình làm chúng gì không cần biết, phải đông đủ cho người ta. Mà đông không đủ là người ta có quyền, người ta trói mình lại, người ta đóng chăn. Đóng chăn như là đóng cây cột ở ngoài đồng ruộng rồi trói các bạn vô đó đó. Còn cái á, là cái gia đình của ông bà cả này á thì không có làm mấy cái điều đó. Đó. Cũng cho mướn cho thuê đó, đông cho đủ đàng hoàng, nhưng mà lỡ có thiếu á thì ông bà cũng chăm chế, nói chung cũng được lòng bà con trong xóm. Nhưng hai vợ chồng chỉ có duy nhất một đứa con thôi, đặt tên là Quý. À, thì cái cậu Quý này nè, cậu không được như cha mẹ cậu, nói mà cậu là cái người xấu á, ngang tàn á thì không đến đổi, nhưng mà cậu là một cái người do là sống trong nguyên cái xóm mà gia đình mình giàu nhất, và thậm chí giàu có tiếng tới mấy cái xóm gần lân cận, mà là con trai duy nhất nữa. Ông bà cả thì cũng cưng. Rồi cái cậu này á không đến nỗi là xấu, nhưng mà cậu có một cái tính khí ngang bướng, và khi nói chuyện với người lớn thì có cái phần hơi hổm chút xíu. Thí dụ như gặp cái ông bác đó đó, đi ngoài đường mà lỡ té thì cậu nói theo kiểu như vậy: già cả lâm không, đi không lo coi đường. À, thì kiểu như vậy thôi, chứ không phải là mày mù lò đụng phải tao này nọ, thì không đến đổi như vậy đó. Các bạn liên tưởng được cái tính cách của cái người cái cậu Quý này ha. Đó, rồi cái cậu này á, cậu thương một cái cô gái, cái cô gái này tên là Thảo, là con duy nhất của ông bà Năm. Mà cái cô Thảo này á, gia đình tuy là cũng bình thường thôi, không có giàu cũng không có nghèo, cổ là cũng như đẹp nhất ở trong xóm á đó. Thì cậu Quý này cậu thương, cậu âm thầm cậu để ý. Mà ngặt một nỗi là cái cô Thảo này không thương cậu, mà lại thương cái cậu Dương. Cậu Dương là con của bà ba. Cậu Dương này, cái gia đình của bà ba là ở dậy khi mà chồng bà mất, cái lúc mà cậu Dương này chỉ có 1-2 tuổi thôi, thì bà ở dậy bà nuôi con cực khổ gian lao suốt bao nhiêu năm. Đổi lại cho bà là cậu Dương này thật thà, hiền lành, rất là hiếu thảo với mẹ. Mà nhà của bà ba với lại nhà của ông bà Năm á thì chỉ cách nhau độ khoảng là 300 thước hơn thôi. Con cái thì nhà bà ba nằm sâu ở phía bên trong, xung quanh là cây cối, rồi không phải nằm ngoài cái đường lộ chính. Còn nhà ông Năm thì nằm ngoài cái đường lộ chính.
Và ông bà Năm cũng rất là thương cái chú Dương này và thương gia đình của bà ba, và nghĩ là hai người lại hợp ý nhau nữa. Cô Thảo đó với lại cái cậu Dương này nè, hai người người ta cũng cảm mến nhau. Nhưng mà thời điểm đó thì cái cậu Quý này cậu thương cái cô Thảo lắm, thương tới độ mà cậu ve vãn mà trong xóm ai cũng biết đó. Thậm chí ông bà cả còn đi qua hỏi ý ông bà Năm nữa, nhưng mà ông bà Năm không chịu, không có ham giàu phụ khó đó. Thì cái tình cảnh là trong xóm là bây giờ là có cái hiện tượng, có cái việc sự việc đó nghe các bạn. Thì lúc đó đó bà ba, do là bà tảo tàn quá rồi, chồng co chồng mắc lúc quá sớm rồi, rồi bà phải ở dậy nuôi cậu Dương từ nhỏ tới lớn, rồi cực khổ gian lao biết bao nhiêu mà nói. Thì thành ra khi mà ở cái tuổi lớn tuổi này rồi đó thì bà đổ bệnh và bà nằm ở một chỗ đó. Thì cái việc mà chăm sóc cho mẹ đổ dồn gánh nặng lên trên người của cậu Dương này nè. Cho nên là lúc đó là đợi cho bà Năm khỏe thì hai người sẽ làm đám cưới, để cho cái cậu Quý đó cậu khỏi có qua lại này nọ. Nhưng mà ngặt cái là bà ba bị bệnh. Ông Năm á, ổng giúp đỡ rất là nhiều nha. Từ khi bị bệnh là mấy năm nay rồi, 3-4 năm nay bị bệnh dữ lắm rồi. Nhờ có ông bà Năm á, than thuốc tiền bạc tiếp. Chứ lúc đó thì cậu Dương này tuy cậu có hiếu, cậu siêng năng làm việc thiệt, nhưng mà cái bệnh của mẹ mình là theo cái dạng bệnh của nhà giàu, phải có thuốc men liên tục, cậu lo đâu có nổi. Nhờ ông bà Năm, thậm chí là cô Thảo chăm sóc các kiểu các bạn. Thì cái lúc đó đó, cái việc làm ở trong xóm á, tuy là nó cũng nhiều, người ta cũng thương cái cậu Dương này để mà kêu cậu bằng. Nhưng mà con cái á, thu nhập bà con cũng khổ cũng khó mà, cho phần nào thôi, không có đủ để lo than thuốc cho mẹ mình. Và lúc này đây bà ba bệnh càng lúc càng nặng, coi như là cậu Dương là đầu tắt mặt tối đi mằng mà không đủ tiền để lo cho mẹ. Ông bà Năm phụ hoài đến đổi mà phải bán đất. Nhưng mà thương á, quý nhau á. Mỗi lần là ông Năm cũng là bạn thân của cha của cậu Dương đó, cho nên là quý nhau cũng không có kể. Thì tại vì con mình sau này cũng làm dâu nhà bên đó, ông Năm không có nghĩ gì hết đó. Thì lúc đó là khó khăn rồi, thành ra là cô Thảo á, cổ cũng đi mằng mụng chỗ này chỗ kia để cô kiếm thêm tiền, giống như để phụ giúp cho mẹ chồng tương lai đó. Ông Năm không cho phép cái điều đó. Thì khi mà đi mằng chỗ này chỗ kia đó thì tạo ra nhiều cái cơ hội cho cái cậu Quý này. Thì không có tiền mà ông thuê Thảo qua mằng đặng cậu dễ dãng. Nhưng mà bất kể cậu dễ dãng như thế nào, cái cô Thảo nó cũng không có đồng ý. Mặc dù á, về ngoại hình, về sự sang trọng giàu có, về cái văn vẻ nói chuyện này nọ đó, thì cậu Dương không thể nào sánh bằng cậu Quý cả, tuyệt đối không sánh bằng, kể cả ngoại hình lẫn lời ăn tiếng nói. Nhưng cái cô Thảo này á, cậu chỉ thương cậu Dương thôi, bởi rất là chung thủy. Thì có những cái lần á mà cậu Dương cậu vừa đi mằng là cái cô sáng sớm á, cậu đi mằng là cô Thảo á, sẽ đi qua chăm sóc cho bà Năm. Cái thời điểm đó người ta chung là tuy là thương nhau thật, nhưng mà giống như là vẫn giữ cái kẻ các bạn, không ở chung chạ nhiều đó. Thì cái cô Thảo này cũng qua có chăm sóc. Thì lúc đó cậu Dương như là vừa đi rồi á, thì cái cậu Quý đó cậu qua liền, mày có quá thương rồi, cậu qua rồi cậu cũng nói chung là cậu không đến đổi là hỗn láo với lại bà ba, cũng không có đến đổ sổ sàng, nhưng mà cậu hết lời lẽ này tới lời khác để cậu dụ ngọt cô Thảo. Thì cô Thảo nhà khi không chịu, thì có lúc cậu Dương cậu mằng nửa chừng cậu về đó thì gặp cái tình cảnh đó. Rồi cậu Dương cậu cũng biết mà, cho nên là cậu nói thôi em Thảo không chịu thôi anh về đi đó. Thì những cái lần như vậy, cái cậu Quý này cậu mới chửi, cậu nói mày có cái gì hơn tao, mày phải tránh xa em Thảo ra, mày đừng có làm em Thảo khổ, mày mà còn nữa mày biết tay tao đó. Rồi có khi cậu Dương đi mằng này nọ đó thì cái cậu Quý này cậu chặn đường, mà do là cậu giàu, và thời điểm hồi đó thì lúc nào cũng có người làm mà đi chung với cậu Quý này hết trơn, thì chặn đường cậu Dương lại, rồi nhằm khi còn kiếm chuyện, và thậm chí là có lúc mà đánh cậu Dương luôn. Thì cũng may là có cái lần mà đỉnh điểm nhất á, là
cậu Quý sắp ra tay mà đánh cậu Dương rồi đó. Thì lúc đó may mắn ông Năm đi ra, ông gặp ông đi ra, có ông Năm cho nên là cái cậu Quý này cậu không có dám hộp, tại vì ông Năm là cha ruột của cô Thảo. Nhưng mà cậu tức á, theo kiểu là cậu tức cậu đánh không được, hay là cậu tức quá cậu nói mày á, sớm muộn phải chết với tao nếu mà mày không chịu tránh xa ông Thảo. Thì những cái lời hăm dọa của cậu Quý này xảy ra rất là nhiều lần. Và với cái bản tính ương ngạnh và muốn gì được đó của cái cậu Quý này á, thì bà con người ta rất là sợ. Thậm chí ông bà Năm cũng sợ nó, là con làm gì cũng phải cẩn thận nha, cái thằng đó nó hại con đó. Giết vậy là thành hình thành trong xóm, là tao nói đi đâu người ta cũng cân nhắc, người ta dặn anh Dương á, con phải cẩn thận nha, nhằm khi thằng Quý nó hại đó. Thậm chí có người người ta tốt, người ta còn đi qua người ta nói với lại ông bà cả, ông bà cả cũng la. Nhưng mà dẫu sao cũng con mình mà, cho nên mà cả nó trời ơi, nó dặn lên để nó nói vậy đó, chứ nó không dám làm đâu. Nhưng người bà con nó ta ớn rồi các bạn, người ta nghĩ là thế nào cậu Quý này cũng hại cậu Dương đó. Thì nó nói tới đó thì mọi người nắm được cái tình hình lúc đó rồi đó nha. Giờ xong là nói về cậu Dương này nè, thì cái thời gian nó cũng 1-2 tháng sau nữa, bà ba quá bệnh nặng rồi. Thì ban ngày cậu đi màng, ban đêm cậu phải ở nhà chăm sóc, mà ban đêm cô Thảo đâu có qua, trừ khi có những cái việc gấp thì cô Thảo mới qua. Thì cậu Dương này cậu mới giấu, cậu để cho bà ba ngủ rồi đó, cậu mới lén cậu đi ban đêm. Mà trong xóm mình là mấy năm nay là không có cho cái vụ mà ban đêm ban hôm đi màng. Đêm hôm mà đi ra màng là gặp quả. Nhưng mà do là cậu muốn cố gắng, cậu kiếm, cậu suy nghĩ trong đầu là bây giờ hai cái điểm đó là bây giờ đâu có đâu. Đâu có ai mà vô gia bắt những con vật trong đó đâu. Mà gần bìa rừng đó, những con vật quý trong đó rất là nhiều, bán rất là được nhiều tiền. Bây giờ mình hy sinh cái mạng mình cũng được nữa, miễn sao mà mình kiếm được những cái đó, mình đem về mình buôn bán, mình lấy tiền, mình lo cho mẹ. Đó thì đợi cho bà ba ngủ rồi cậu lén cậu đi. Mà có một cái điểm này về cậu Dương các bạn nên biết, là khi mà cậu Dương sinh ra, cái lúc mà cha cậu Dương còn sống á, thì có một lần có một cái ông thầy á, ông thầy này ông cũng giỏi lắm nha. Thì do là ba của cậu Dương á, cha cậu Dương nó đi mằng ăn này nọ chỗ này chỗ kia, mằng thuê mằng mướn xa, mà tính tình thiệt thà, cho nên là cái ông thầy đó ông thương. Có lần ông mới về tới nhà ông chơi, thì ông mới gặp cậu Dương á, tự nhiên cái ông nhăn mặt lại, ông dòm cậu Dương rất là lâu luôn. Đến cả cái người cha của cậu Dương hỏi là thầy ơi, là ông chặn lại liền, ông không cho hỏi nữa. Ông cứ ở đó ông coi, các bạn cứ liên tưởng như là ông đi vô trong nhà, vừa bước trong nhà vừa gặp cậu Dương là ông đứng ông dòm cậu Dương suốt 10 mấy phút đồng hồ. Tay ông thì bấm, mắt ông thì dòm, mà nhìn nghiêm trọng. Đến cuối cùng á, thì ông mới nói với cha của cậu Dương là như thế này. Ông nói thằng này á, cái mạng số nó đó rất là đặc biệt, giống như 100 người, 1000 người mới có người. Là cậu Dương có cái mệnh số là khắc âm. Nhưng mà đồng thời á, ngoài cái việc khắc âm đó, cái mạng số của cậu Dương vẫn có một cái là giống như là trợ âm. Thì chúng ta có thể hiểu nôm na như thế này, là cậu Dương á, cái mệnh số khắc âm của cậu rất là lớn. Ví dụ như người bình thường mình đi tới chỗ đó gặp vong, à, dòng hồn, dòng dữ đồ ha, thì bị nhát hoặc là bị khiến, rồi hợp bị bắt. Thì cậu Dương sẽ không bị những trường hợp đó. Dòng bình thường, dòng mà dữ thường thường là không khi nào mà dám lại gần cậu chứ. Nhưng mà đặc biệt một điều, nếu như những dòng hồn đó đủ mạnh, cỡ mà quỷ hay là thành tinh đồ ha, nó rất là khó để mà tiếp cận cậu Dương cũng như là hại cậu Dương. Nhưng một khi mà nó làm được cái điều đó rồi, thì nó bắt được mạng của cậu Dương, thì mạng của cậu Dương á thuộc cái dạng là sẽ trợ cho nó rất là lớn. Giống như là thầy pháp mình tìm một cái món gì đó để mà trấn yểm vong hồn này nọ cực kỳ khó khăn đó. Tìm được rồi á đã khó rồi, mà sử dụng được nó là càng khó đó. Thì cũng giống như quỷ, nó tìm được cậu Dương mà nó muốn hại được, nó muốn bắt được, nó muốn để cho cậu Dương trở thành cái màn hỗ trợ cho nó đó, thì rất là khó. Nhưng mà một khi nó làm được rồi, thì cái điều mà nó mang lại cho những cái con vong hồn quỷ tinh đó thì rất là lớn. À, thì các bạn hôm nay hiểu được cái mạng số của cậu Dương rồi ha. Đó, thì lúc đó đó,
thì cậu mới lén cậu đi. Cậu đi trong vòng là cả tuần lễ như vậy rồi. Cậu đi vào trong cái điểm mà con kênh đó, một cây số đó, với nửa cây số chỗ cái điểm cây liễu đó. Thì các bạn biết cái chỗ đó mà mười mấy năm trời, tính là thời điểm hiện tại là mười mấy năm trời rồi, không ai đá động tới. Cho nên là mấy cái điểm đó kêu bằng những con vật nó trú ngụ rất là nhiều đó. Cậu bán được rất là nhiều tiền, cũng nhờ cái một tuần lễ đó mà thay vì cậu màng mấy tháng trời không bằng, cậu mới đem bán. Nhưng mà cậu đâu có dám bán trong sớm, cậu phải tranh thủ cậu đi qua những cái sớm khác để mà bán, rồi đem tiền về thuốc thang cho mẹ. Thì ông Năm với lại cô Thảo nè, cũng có một cái điều thắc mắc là không biết làm sao mà trong vòng tuần nay thằng Dương nó tiền ở đâu nó kiếm ra mà nó lo thang thuốc cho mẹ nó. Thì cái bệnh của bà ba nó có một chút khởi sắc, thay vì nghĩ là khả năng cao là bà không sống được lâu rồi đó. Nhưng mà do là có tiền cho nên là mời thầy thuốc giỏi đưa thuốc nó chất lượng hơn, thì bà uống mà có cái phần khởi sắc, giống như 10 phần bà đã giảm được 2 phần còn 8 phần. Cậu Dương cũng mừng lắm. Và bởi vì do là cái mệnh số của cậu á, vô trọng quỷ rồi mấy con tinh rồi á, có tinh có quỷ quỷ tinh trong đó các bạn. Nó thấy nhưng mà nó chưa có làm gì được cậu hết. Nó chờ rồi các bạn. Cái mệnh số khắc âm tuy là hiếm, nhưng mà ở một cái địa điểm mà vong hồn nó đã ngự ở đó mười mấy năm trời, mà là quỷ nữa, quỷ tinh đó, thì cái âm khí, cái quán khí, cái quỷ khí của nó rất là nồng, rất là đậm. Nó đợi cho cậu đi vào càng sâu, đi càng nhiều, thì từ từ những cái quỷ khí đó nó bào mòn đi cái khắc âm của cậu. Đến mà yếu lại rồi thì nó sẽ bắt cậu, mà cậu đâu có biết cái chuyện đó. Mà nó muốn bắt á, người thường đã khó rồi, thì nó muốn bắt cái người mà có cái mệnh số khắc âm, mặc dù nó che mờ đi, nó bào mòn đi được rồi, nhưng mà nó cũng cần phải làm cho cậu sợ quản hồn quản vía này nọ các kiểu thì nó mới bắt được đó. Thì thành ra đó là khi mà ông bà Năm hỏi thì cái cậu Dương này cậu chỉ là khỏa lấp bằng những cái lý do. Ví dụ như cậu nói là đi qua cái xóm khác thì cái xóm đó có một người rất là tốt và thương, cho nên là cho cậu màng, rồi cho cậu mượn tiền, nhưng mà không được nói ra cái tên người đó. Thành ra là ông bà Năm hỏi hoài thì đâu nói được cái tên, có đâu nói. Trải qua đâu hơn 10 ngày thì lúc đó cậu Dương là cậu yếu lại rồi. Rồi đi màng ban đêm, ban ngày cũng màng, ban đêm cũng màng, sức khỏe đã suy nhược rồi, mà thêm một cái là đi vào cái chỗ là quỷ khí nó bám trong người không. Ông bà Năm người thường sao biết đó. Đó, thì chỉ thấy là con mắt đen đen của cậu Dương đen đen, thì nghĩ là cậu thức khuya thôi. Thì cái lần đó cậu mới đi, cậu đi ra ban đêm, cái ông Năm ông rình các bạn, ông rình, ông thấy đi đêm mà ông đi ra cái hướng đó, ông kêu lại liền, ông đi theo một đoạn đường, ông kêu lại, ông nói Dương con đảo ở đây coi. Đó, thì mới phát hiện ra là cả chục ngày nay cậu Dương đi vào trong cái khu vực đó, nhưng mà do là cậu Dương cậu giấu, cậu nói là cậu có đi vòng quanh thôi chứ cậu không có đi vào cái điểm đó. Thì ông Năm ông thấy đó, giờ cậu Dương cũng thật thà là cũng tin, nhưng mà dặn cậu Dương á là bây giờ á con không có được đi như vậy, con đi như vậy rồi mạng còn đâu nữa mà lo cho mẹ con. Thì cậu Dương cậu nói là trời, con đi xung quanh không mà bác Năm ơi, mẹ con vậy con không lòng nào để mẹ con vậy mà chết được, con phải đi. Thì thấy hiếu thảo quá rồi, vô cái tình thế là bắt buộc rồi, cho nên là bác Năm á, ông mới nói là con ơi, con có màng á thì con làm được cái điều đó thì con đi xung quanh thôi, con đừng có bước ra bên trong nha. Căn dặn rất là kỹ, thì cuối cùng cũng để cho anh Dương đi, chứ giờ biết sao các bạn. Không trách ông Năm được, bởi vì lúc đó gia đình lâm vào cái tình thế đó, ai nỡ lòng nào mà để mẹ mình bệnh hoạn tới chết mà trong khi mình có thể đi làm được. Cho nên là ông Năm chỉ khuyên thôi và nhắc nhở thường ngày, rồi kêu cô Thảo nhắc là không có được đi vô bên trong. Ta nói cậu cũng nói vậy thôi chứ cậu cũng vô bên trong các bạn. Được nó mấy ngày sau thì cái lần đó cậu gặp, giống như cái sức khỏe nó bào mòn rồi, rồi cái khắc âm nó cũng yếu lại rồi, cậu đi vô thì nó mới làm cái này cái kia cho cậu thấy để cậu sợ. Cậu đi vô cậu bắt cũng như thường ngày, cậu bắt được cũng phân nửa rồi, chuẩn bị xong rồi, thì nó mới làm cho cậu thấy là ở phía trước có một cái nhóm người đang đi, 5-6 người vậy đang đi, mà đi không phải là đi ngược lại cái chỗ cậu nha, mà đi tới á. Thì cậu Dương này cậu bình thường cậu đâu có biết là quỷ ma nó tác động cậu đâu,
mạng số cậu vậy thôi chứ cậu đâu có biết về với cái việc tâm linh. Cậu mới nói trong đầu cho nó, trời ơi, thì ra là trong đây cũng có người gia vô, cũng có người mà đi bắt như mình, nhưng mà họ đi là họ đi đông, 5-6 người họ đi chung vậy đó. Thì cậu Dương cậu nghĩ như vậy, cái cậu mới lo, cậu nói nếu mà bắt nhiều quá vậy rồi người nào cũng tới bắt, thấy không có gì người nào cũng tới bắt, thì kể như là từ từ á, động mấy con vật trong đây nó sợ, nó thích tìm chỗ khác nó sinh sống, tiền đâu mình lo thuốc thang cho mẹ. Nghĩ như vậy cho nên là cậu muốn đi tới để hỏi những người đó có phải là đi bắt hay không, và những người đó đi bắt như vậy á, thì bao lâu để bắt một lần, bởi vì cậu đã bắt mười mấy ngày nay rồi mà không thấy những người đó. Nó thành vậy cậu đi theo, cậu đi theo để cậu hỏi, mà nó dắt cậu á, nó dắt cậu lại cái chỗ mà giống như là quỷ khí rồi âm khí thịnh nhất. Cậu đi hoài, cậu đi hoài mà sao cậu đi không tới, mặc dù cậu gắng cậu đi nhanh hơn mấy người kia đi, thấy đi bình thường mà sao mà đi hoài đi không tới. Cái cậu đi xiết cái gần tới rồi các bạn, thì nó bất ngờ 5-6 bóng người đó quay mặt lại, ta nói đủ dạng hình thù hết trơn, nó làm cho cậu sợ quảng hồn quảng vía mà. Nó quay lại một cái ta nói trời đất ơi, mặt mày rồi khủng khiếp lắm, nanh vuốt đồ, ta nói trời đất ơi, mắt rồi lồi ra ngoài rồi, mặt mày xanh chành, mặt nhỏ mặt lớn đầy đủ hết trơn, ma quỷ không hả. Cậu mới quảng hồn quảng vía, cậu chạy, quay đầu lại cậu chạy đó, nó làm cho cậu sợ. Cậu chạy gần ra rồi thì nó đứng đó nó chặn đường, nó hiện hình ra con quỷ đứng đó chặn đường, cậu phải nhào này nhào kia thì cậu chạy mới thoát được. Mình mấy cậu cũng là chạy chủ hết trơn rồi, cậu chạy ra ngoài đây rồi, nhưng mà giống như là trong đầu cậu chỉ biết là phải đem những cái món đồ này để về bán lấy tiền nuôi mẹ. Như vậy á, mặc dù người ta đáng sợ, người ta chạy, người ta quăng đồ nó chạy hết trơn rồi, mà cậu Dương này thì không, vẫn ôm cái giọng chạy các bạn. Chạy ra ngoài đây rồi thì cậu cũng rất là hoảng sợ, tại vì dẫu sao cậu là người bình thường mà. Cậu về nhà, về tới nhà cậu cũng buôn bán cái đó xong rồi cậu thuốc thang cho mẹ mình. Nhưng mà do mới gặp nó sợ quá, cậu đâu có dám đi vào đêm tiếp theo đâu. Đâu 2-3 ngày trời vậy thì cái tiền lúc trước màng á, đêm hôm rồi mà buôn bán này nó có tiền đó, thì cũng đủ lo cho 5-6 ngày. Cái cậu cứ nghĩ là 5-6 ngày nữa mà hết tiền rồi bây giờ sao, cái ráng cũng chờ đợi như vậy. Tới 5-6 ngày sau thì cậu đâu có biết đâu, là quỷ khí nó ngấm trong người cậu rồi, nó ngấm vô giờ hồn vía cậu rồi mà cậu chưa có biết. Đó thì nó làm, khi mà nó ngấm lâu như vậy nó sẽ đủ khả năng nó khiến cho cậu, và thêm một cái nữa cậu quá có hiếu. Rồi khi mà hết tiền đó thì trở lại uống những cái thuốc bình thường. Uống thuốc bình thường như vậy đâu cũng vài ba ngày thì cái sức khỏe của bà ba nó không có cái tiến triển nữa. Giống như là đang cái mạch là đang giảm từ từ mà bây giờ lại bị đứng lại, không giảm nữa mà còn có dấu hiệu là tăng lên, là cậu quá lo rồi. Thì cái hôm đó cậu mới suy nghĩ trong đầu, cậu mới nói biết rằng là trong đó nó có vong, có quỷ, nhưng mà dẫu sao mình vẫn thoát được. Hồi trước á, nghe bà con kể là ai vô đó là chết, mà mình thì mình thoát được. Rồi cái chuyện mà cậu nghe, mình còn nhỏ có cái mạng số khắc âm đó, thì không những ông Năm bà Năm biết, thì biết mới cho đi mà đi vòng vòng ngoài đó, bản thân cậu Dương cũng nghe mẹ mình kể lại cũng biết. Và đương nhiên trong suốt cái quá trình hai mấy gần 30 tuổi á, thì cậu có tới những cái địa điểm mà cũng vong hồn này nọ đó, thì cậu không bị gì hết trơn á. Thì cậu mới suy nghĩ trong đầu, bây giờ á, mình có cái mạng số khắc âm, mình cứ đi vô đi, tại vì nó cũng đâu bắt được mình đâu, nó hù dọa mình thôi. Miễn sao mình kiên cường lên, mình dũng cảm lên, mình không sợ nó thì nó không hại được mình. Mà lỡ như nó có hại được mình chết đi, thì thà là mình chết trước, rồi mẹ mình bệnh hoạn rồi chết, thì mẹ con cũng được đi chung với nhau. Chứ không lòng nào mà mình đành dạ mà mình sợ mà mình không dám vô. Thì cái tư duy của anh Dương theo kiểu là anh quá có hiếu rồi, anh mới suy nghĩ ra những cái điều đó. Cuối cùng thì anh quyết định đó, chết thì chết, miễn sao mà kiếm tiền được nuôi bệnh hoạn cho mẹ.
Nhưng mà nghĩ ra những cái điều đó rồi thì anh Dương vẫn cảm thấy là tội nghiệp cho cái chị Thảo. Thành ra là khi mà nói chuyện với chị Thảo á, anh hay nói theo những cái lời mà lâu lâu anh nói bình thường, xong rồi anh nói những cái lời giống như tự tựa như chăn chối vậy đó. Thì cái chị Thảo này chị mới thấy lạ đi, chị mới về chị kể cho ông bà Năm nghe. Thì ông Năm ông nói, ủa sao nó nói vậy? Thì ông Năm hôm qua ông khuyên, ông nói con ơi bây giờ con bớt đi ban đêm lại. Thì anh Dương nói không, con không có đi. Đó, cái hỏi là sao mà con nói chuyện với Thảo không vậy? Thì anh Dương anh chỉ nói là giống như là con sợ con nghèo khó, rồi mẹ con bệnh hoạn vậy, gia đình của bác Năm quá thương con rồi. Lớp nào tiền bạc rồi sức lực vợ chồng bác Năm rồi em Thảo qua chăm sóc cho mẹ con, với anh nó nói tùm lum hết trơn á. Thì làm cho ông Năm ông cũng suy nghĩ là thằng này nó lo thôi, nó lo xa này nọ thôi chứ không có gì đó. Với lại mấy cái ngày nay nè anh ở nhà anh đâu có đi đâu, thành ra là cái sức khỏe anh từ từ anh đỡ lại, anh đỡ lại thì cái dương khí anh thạnh lên, lắng áp được cái âm khí, cái quỷ khí đó, thì mặt mày anh trở lại bình thường đó. Thì ông Năm cũng đỡ lo, cái anh mới giấu các bạn, anh đi giấu. Thì mấy cái dông ở trong đó nó không nhát anh nữa, giống như bữa đó nó định là thấy anh yếu nó tính bắt anh đó. Nhưng mà cái mạng số anh đâu có dễ dàng bắt anh, thành ra là thấy nó bắt anh không được, cho nên là nó khi mà anh đi vô là nó không nhát anh nữa, nó không hù dọa cho anh sợ nữa, để cho anh cứ ngày nào cũng đi vô thì quỷ khí rồi âm khí nó bám trên người anh đó. Mấy quỷ thành tinh mà, cho nên là nó ranh dữ lắm, nó ranh ma lắm. À, nó để cho anh tự anh đi vô, nó cho anh bắt được cái này cái kia đồ nhiều luôn, cho anh ham anh mê à, rồi quỷ khí nó cứ như vậy nó bám vô người anh hoài à, thì thành ra lúc này đây là anh Dương anh đi vô trong đó, anh suôn sẻ anh bắt được con này con kia mà anh không còn gặp những hiện tượng tâm linh nữa. Thì anh càng củng cố được cái suy nghĩ của anh là bây giờ cái mạng số của mình nó lớn rồi, ma quỷ nó không có làm gì được cho mình rồi, anh tự tin cho cái điều đó. Mà anh không biết được rằng là mấy con quỷ này nó quá tinh ranh, nó đang cố gắng để mà cho quỷ khí âm khí ám vào người của anh cho thiệt là nhiều, để sau này thuận tiện cho nó bắt mạng anh. Tạm thời không nói anh Dương nữa, là suốt một thời gian dài gần cả tháng trời đó nghe, anh trị bệnh cho mẹ anh là giảm là 50-50 rồi đó. Đó, tiền bạc rồi anh đem về anh lo hết cho mẹ mà. Rồi anh còn suy nghĩ trong đầu cái tương lai tươi sáng đó. Mà sau này có tiền rồi để trả ơn cho vợ chồng ông bà Năm, mua lại đất ông bà Năm đã bán để giúp đỡ gia đình mình, rồi đối xử thật tốt với cái người yêu của mình là chị Thảo à, trong đầu lúc đó là nở hoa rồi, mừng quá mừng rồi à, là không còn cái sự phòng bị gì cả, cứ tới giờ là đi vô chỗ đó bắt. Rồi trở lại cái việc của cái anh Quý này nè, thì anh lúc đó là kiểu mà cái tình cảm của chị Thảo và anh Dương càng ngày càng khăng khít, và bà Năm có cái dấu hiệu hết bệnh. Gần đây thấy anh Dương cũng có tiền mua thang thuốc này nọ, thành ra là anh hồi đó anh còn nhờ vào cái sự việc là có thể là anh suy nghĩ nhiều điều ra là bây giờ Dương ơi mày nhường em Thảo là cho tao đi, tao sẽ đưa mày số tiền lớn để mày cứu mẹ mày. Anh suy nghĩ đủ kiểu chứ mà anh chưa nói thôi à, hay hoặc là à, mày muốn cho em Thảo tốt thì mày phải là nhường cho tao các kiểu này nọ. Nhưng mà bây giờ á, mọi sự mà anh suy nghĩ trong đầu anh chưa kịp nói, đến thời điểm hiện tại thì cũng không thể nào nói ra được. Bởi vì sao? Bởi vì bà ba đã khỏe rồi, khỏe phần nữa rồi, đang trong quá trình là chuẩn bị khỏe hẳn. Tình cảm gia đình hai bên là càng ngày càng vui vẻ, càng khăng khít đó. Cho nên anh mới tức mình tức mẩy ảnh, và anh hay kiếm chuyện với anh Dương. Nhưng mà anh Dương thì bây giờ là giống như đang đêm làm đủ tiền để anh lo cho mẹ rồi, ban ngày ngủ lấy sức, đâu có đi ra ngoài để anh kiếm chuyện đâu. Thì anh càng thêm tức, mà anh lợi gần của cô chị Thảo thì chị Thảo tránh mặt, ông bà Năm la, rồi tức chồng thêm tức. Thì anh mới nói chỉ mặt anh Dương, nói mày sớm muộn gì mày cũng chết cho tao, nhậu xỉn vô nói vậy. Rồi xong rồi người ta đã biết là anh thế nào cũng sau này cũng hại anh Dương, mà bây giờ anh lại càng nói chỉ mặt, anh điểm tên những cái điều đó, cái nhậu nhẹt đồ ở trong xóm này, anh nói với người này người kia, rồi thằng Dương là thằng này nó muốn tìm cái chết, nó mới không nghe lời tôi, nó không nhường, nó dám chành giành với tôi đó. Thì mỗi lúc mỗi nhiều như vậy là người ta càng kêu anh Dương phải cẩn thận. Mà anh hay xăm soi, anh kêu mấy cái người mà
làm thuê làm mướn cho ảnh đó, mấy gia nhân của ảnh đó, anh Quý á, là rình mò anh Dương giữ lòng, làm cho bác Năm phải liên tục ở bên đó. Bà con hàng xóm người ta cũng làm bộ như gặp rình mò đó, thành bộ la làng lên la khơi khơi vậy đó. Thì vừa mấy cái người gia nhân này cũng phải bỏ đi đó. Người ta nói là trời ơi, thế nào thằng Quý này nó cũng ám hại thằng Dương. Nhưng mà sau đó cỡ chừng là mấy, cỡ chừng là nửa tháng sau vậy các bạn, thì bệnh trạng của bà Ba nó còn chừng 3 phần à. Nhưng mà do là hồi trước bà nằm lâu quá đó, thì chân cẳng bà cần phải có thời gian dài mới có thể là đi đứng là được, cho nên là bà chỉ nằm ở trên giường thôi. Thì bà mới thấy con mình lạ rồi. Giống như đầu óc bà minh mẫn là bà bệnh hoạn đó, bà không biết gì, bây giờ bà biết rồi, bà thấy là mặt mày con mình nó lạ rồi, sao mà nó xanh xao á. Thì lúc đó anh Dương lúc đó là bị ngớ ngớ rồi đó các bạn, quỷ khí đồ ám luôn trong người quá nhiều rồi đó. Anh hơn ngớ ngớ người rồi đó. Nhưng mà do cái niềm vui mẹ mình khỏe lại, anh mừng quá đi, cho nên anh khỏa lấp được những cái điều đó. Hả? Thì cái đến cái độ mà anh Dương anh đi vô trong đó, anh bắt con này con kia về, anh bán, anh buôn bán cho người ta. Mà mấy cái người ngoài kia người ta buôn bán, người ta nói trời ơi, này sao giống như mày mệt quá hay sao vậy mày. Giống như là thường thường anh bán người ta là cái giá đó phải không. Thì bây giờ anh bán xong người ta đưa tiền ít cho anh cũng cầm đi về. Thậm chí người ta chưa đưa tiền anh cũng quay mặt anh đi về. Tới chừng mình kêu anh là anh giật mình, ủa bộ chưa đưa tiền hả. Đầu óc anh lúc này là mơ bằng màng, ngơ ngơ ngáo ngáo rồi nha các bạn. Nhưng mà chưa đến đội là không biết gì. Có nghĩa là lúc tỉnh, lúc mơ mơ, hồ hồ vậy đó. Đó. Rồi anh cũng vẫn tiếp tục mỗi đêm anh đi vô trong đó. Đầu anh là ngơ ngơ rồi nha các bạn. Rồi sau đó cái thời gian của con quỷ nó chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đã tới rồi. Mấy hôm nay chị Thảo cũng thấy là sao mà ảnh nói chuyện sao mơ hồ, lúc ảnh nói được cái lúc mà ảnh nói chuyện như là cái người khác nói vậy đó. Có thể nói là cái chỗ cấm kỵ của bà con trong xóm ở đây, một là cái chỗ con kênh ở giữa đoạn đường kênh, hai là ở chỗ cây liễu. À, thì cái cây liễu đó là hồi trước ông thầy Tư Trơn khi mà ông còn sống á, ông đã tới và ông đã đốt rồi. Nhưng mà không biết vì cái lý do gì, thì sau hơn 10 năm thì ở chỗ đó giống như là cái nhánh hay là cái rễ gì đó nó mọc lên một cây liễu khác. Lúc đó là khoảng nửa ôm người lớn thôi, nó nhỏ hơn rất là nhiều so với cây liễu gốc hồi trước. Nhưng mà do cái sự quyền bí và tâm linh của nó, cho nên là bà con ở trong xóm á, người ta không có dám ra đốn hay là làm cái gì hết. Bởi vì ông thầy Tư Trơn thì ông đã mắc rồi, bà con là người bình thường không có dám ra. Thì sau suốt một cái khoảng thời gian độ khoảng một tháng, anh Dương đi ra ngoài đó để mà bắt những cái con vật đem đi bán rồi có tiền thuốc thang cho mẹ. Bệnh trạng của bà bệnh trạng của mẹ anh Trơn á thì kiểu như là đã có phần giảm sút rồi, thuyên giảm rồi, cho nên anh rất là mừng. Con cái anh không biết được rằng anh cũng như những bà con trong xóm, đặc biệt là những người quan tâm anh như gia đình của bác Năm và cô Thảo, đều không biết là con quỷ và những cái vong linh trong đó nó biết được là cái mạng số của anh Dương là một cái mạng số rất là đặc biệt. Ngoài cái phần khắc âm ra thì anh còn có cái sự bổ trợ rất là lớn cho những cái vong hồn quỷ dữ đó. Nếu như cái phần khắc âm đó nó bị lu mờ đi thì nó sẽ bắt được anh, kiểu như là nó sắp thành tinh rồi, nó bắt được anh thành tinh luôn vậy đó. Đó thì nó mới để yên cho anh đi vào trong đó để làm gì, để cho quỷ khí, âm khí, quán khí ở trong đó anh cứ tiếp xúc mỗi đêm mỗi ngày như vậy, nó sẽ làm cho lu mờ đi cái mệnh số khắc âm của anh, để nó chờ cơ hội mà nó bắt bạn của anh. Anh không biết cho nên cứ đi vào đó hoài, thành ra là khi mà anh trở về nhà đó, anh trở thành một cái người là giống như là cái người bị đản trí vậy đó. Lâu lâu cái anh quên và lâu lâu anh ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng mà cái việc đó nó chỉ xảy ra rất là ít, làm cho mọi người hiểu lầm là anh làm mệt quá, thành ra là có những cái lúc anh trở nên mơ hồ như vậy, phải hiểu như vậy thôi, chứ không phải là bị tâm linh gì gây rợn. Bởi vì quỷ mà nó làm cho anh mờ những cái khắc âm đó thì đương nhiên cái lý trí của anh á, nó cũng phần nào bị nó che đó. Rồi chúng ta tiếp tục cái mạch chuyện nha. Thì sau khi mà anh Dương á, anh bị những cái đó rồi và bản thân anh thì đương nhiên là không nhận ra, rồi anh lại tiếp tục đi vào trong đó
Nhưng hỡi ông Năm mà nhắc tới, hỏi tới là con gần đây con đi ở đâu, thì anh chỉ nói là anh đi vòng vòng ở ngoài thôi. Nhưng mà mọi người đang vui vì sao? Vì cái bệnh của mẹ anh Dương đang có cái sự chuyển biến rất là tốt. Mẹ của anh Dương là cái sức khỏe nó tốt lại. Bà Hai sức khỏe tốt quá rồi, 10 phần chỉ nó giảm ở 6 phần, 7 phần, còn có 3 phần à. Tuy vậy nhưng bà vẫn chưa có đi đứng được. Còn cái anh Quý á, thì dạo gần đây anh rất là buồn bực. Bởi vì anh nghe nói là bệnh của bà Hai sắp hết rồi, thì bao nhiêu cái suy nghĩ, bao nhiêu cái ưu tư và cái kế hoạch trong đầu gần như là phá sản, không có thể nào dùng tiền để mà lấy lòng cô Thảo đó. Mà bà Hai bà đỡ bệnh rồi thì hai bên gia đình nó càng khăng khít hơn. Anh buồn rầu, anh tìm không ra cái cách nào. Mà vốn là gia đình có điều kiện mà, cái việc ăn chơi của ảnh thì đương nhiên sẽ có. Thì trời xui đất khiến sao, hồi đó tới bây giờ thì anh cũng không có đi vào hai cái địa điểm đó đâu. Nhưng mà cái lần này á, ảnh qua cái xóm kế bên anh chơi, mà anh đi về khuya. Anh đi có một mình thì anh mới đi về. Thì khi mà anh đi về như vậy đó, thay vì đi cái đường ngoài thì nó quá xa, ảnh mới bọc vô cái đường ở trong kênh. Mà con người ta khi đã sợ một cái gì rồi thì người ta sẽ không dám đi vào những cái địa điểm mà mình đã từng sợ. Nhưng khi ảnh đang bức rứt và khó chịu, cộng thêm có hơi men trong người nữa, thành ra là ảnh không biết sợ. Kiểu mà cái nỗi mà tức giận á, nó lớn hơn cái nỗi sợ. Ảnh đi vô thì ảnh mới đi vô vào trong cái điểm đó. Đối với bà con trong xóm thì biết cái anh Quý này là cái anh nhà giàu rồi, gia đình cũng có điều kiện và thế lực, chẳng ai muốn đụng chạm với ảnh làm cái gì. Nhưng mà ma quỷ thì khác, nó không cần biết là mình giàu nghèo như thế nào cả, cứ đi vào trong cái địa bàn của nó, mình phải nói là cái địa bàn ở chỗ mình nó sinh sống á, thì nó sẽ tìm cách nó bắt. Tại vì bắt một mạng người thì nó hút đi cái tinh khí của người ta, nó trở nên là tà ác hơn, mạnh hơn đó. Thì cái anh Quý này anh đi vô mà anh không biết là anh đi vô một cái khu vực của tử thần rồi. Anh đi vào đến cái khu vực đó đó thì nó mới bắt đầu nó khiến ảnh, nó hóa ra một cô gái rất là đẹp, trời trăng sáng lờ mờ vậy. Nó hóa ra một cái hình dáng một cô gái rất là đẹp luôn, đang đứng ở gần một cái cầu đó, và tay đang cái kiểu giống như là đang làm một cái việc gì đó, đang ngồi làm cái việc gì đó. Thì anh mới dòm, mặc dù anh dòm không rõ nhưng anh dòm qua cái hình dáng và cái động tác của cái cô này. Anh nhìn thấy trong đầu ảnh rất là mừng, bởi vì cô này nó rất là đẹp. Cái anh mới dòm, anh nói trời, sao giờ này mà có ai ở giữa đồng. Lúc này là anh đã bị khiến rồi nha. Chứ nếu như mà anh là bình tĩnh như người ta đó, thì người ta biết được cái chỗ này làm gì mà có người dám vô. Đàn ông giảm dở chưa dám đi vô nữa, chứ đừng nói những cô gái mà chăn yếu tay mềm đi vô chỗ này. Lúc đó anh đâu còn biết mấy cái đó nữa đâu. Anh mới mon men lợi gần. Anh lợi gần cái anh hỏi, anh nói cô ơi, cô ở đâu là đây vậy? Thì cái cô gái mới quay mặt lại, nhìn rất là đẹp, trả lời rất là ngọt ngào. Dạ em phụ gia đình làm việc ở đây. Sao giờ này mà anh đi ngang đây? Trời, anh thấy cái giọng nói quá ngọt rồi. Mặc dù là anh không có tình cảm gì với cô mới gặp này, nhưng mà cái kiểu bà đàn ông con trai mới lớn mà, gặp cái cô gái đẹp rồi nói chuyện ngọt ngào, mà trong khi mình đang buồn đó, cần có một cái người nào đó để tâm sự giải sầu, mà gặp cái cô gái đẹp như thế này, ăn nói ngọt ngào như thế này quá, anh mới nói chuyện. Thì hai bên mới nói chuyện qua lại một hồi. Mà đã nói chuyện với quỷ rồi thì bị nó khiến liền. Riết rồi cô gái nói làm sao anh cũng nghe theo, và anh đê mê cái kiểu giống như là anh quá là thích thú khi mà nói chuyện với cái cô gái này rồi. Thì cái cô này cũng mới nói, anh ơi, sẵn có duyên gặp anh thì bây giờ á, cha mẹ tôi làm đằng kia kìa, anh đi theo tôi lời lần đó, chào cha mẹ tôi một cái nha. Thì anh mừng, anh nói rồi đi liền đó. Thì nó mới dắt anh đi. Thay vì cái con kênh thì hai bên là hai cái bờ, ở giữa là cái sóng nước, thì nó mới dắt anh.
chắc là cái chỗ cái ổ của nó hay sao á. Nó dắt ảnh lại đó thì ảnh thấy có một cái nhà. Và trong nhà là có hai người già và mấy cái đứa nhỏ đang ngồi làm mấy công việc mà anh thấy sáng trưng à nha. Cái đốt một cái đống lửa ở đâu đó rất là sáng. Rồi mới kêu anh vô, anh mới đi vô. Anh đi vô thì anh thấy là anh vô, anh ngồi ở trước cái xăng, ở gần bên cái đống lửa. Thì cái gia đình mới lại ngồi chung, và anh và cái cô gái đó cũng lại ngồi chung. Thì nói chuyện qua lại một hồi, anh mừng cái kiểu anh giác như anh nói chuyện và anh rất là vui, vui khôn tả luôn đó. Thì bất ngờ cái gia đình đó đó tự nhiên đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn vậy đó, ngồi trên mấy cái ghế vậy đó các bạn, thì tự động quay mặt đi chỗ khác, quay mặt đi chỗ khác hết, nghĩa quay lưng lại với anh á. Thì anh mới thấy lạ, anh nói hai bác ơi, với em ơi, sao mà đang nói chuyện mà quay mặt đi chỗ khác. Lúc đó đó cái cô gái này cũng mới trả lời, cậu nói quay đi sợ anh gặp anh sợ. Trời ơi, có gì đâu mà sợ, mới gặp nhau nhưng mà cũng có cái duyên. Rồi tới gia đình cũng mời tôi ngồi chơi nói chuyện này nọ, rất là đàng hoàng, thì có gì đâu mà sợ. Anh bộ anh không sợ hả? Trời, có gì mà sợ, anh gặp ma chưa, anh gặp quỷ chưa? Bất giác lại nói câu nói đó thì làm cho cái anh quý này anh cũng hơi sửng sốt. Anh nói trời ơi, em sao tự nhiên em nói vậy? Thì sớm chờ mình hồi nào giờ để có hai điểm đáng sợ thôi. Tự dưng anh nói tới đây thì anh hơi giật mình. Bởi vì khi mà anh nói tới đây rồi á, anh mới sực nhớ ra, ủa, cái con kênh này người ta chẳng dám đi ngang nữa, chẳng dám đi vô, thì làm gì có nhà cửa cắt trong đây. Mà ảnh là cái người con của một gia đình giàu có, trong xóm trong chòm gần như là điều gì ảnh cũng biết hết trơn. Tại sao ảnh lại không biết ở đây có một căn nhà mà gia đình này là ai? Thì lúc đó ảnh nghe cái tiếng cười của cô gái và cha mẹ của cô gái đó luôn. Thậm chí anh quay mặt lại, anh dòm mấy cái đứa nhỏ đang lóc cóc đang ken hồi nãy đang ngồi đằng kia đó. Thì lúc này nó cũng quay lưng lại với ảnh rồi, nó đâu có quay mặt lại anh nữa đâu. Một cái điều rất là lạ. Thì anh rợn rợn người, anh nổi da gà nổi lên, anh hơi giật mình rồi nghe, anh sẵn sốt rồi. Cái anh mới dồn, anh giờ mà nói sao em làm cái gì mà lạ vậy? Tôi cho anh thấy quỷ nghe. Thì nó vừa nói dứt tiếng, các bạn ơi, ngồi vẫn quay lưng lại với ảnh, nhưng mà nó quay cái đầu lại như nào, mặt mày xanh chạnh, lè lưỡi ra mà nó có nanh dài thòn vậy đó. Nó, cái lưng á, thì vẫn đối diện với anh mà cái đầu nó xoay ngược lại như vậy, nó dòm anh. Trời đất ơi, hồn vía lên mây rồi. Lúc này là cái lúc mà nó hớp hồn anh nè. Anh quảng hồn quảng vía, anh bật ra phía sau té cái bịch. Thì những cái vong hồn đó mới đứng dậy, cái lưng thì vẫn về hướng anh, nhưng cái đầu nó đã quay ngược ra sau lưng, nó dòm anh rồi. Rồi lúc đó anh không còn thấy nhà cửa, không còn thấy đốm lửa gì hết, mà anh chỉ thấy những cái vong hồn đưa cái tay về phía trước, nó chồm 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 tới, giống như nó chợp anh, nó bóp cổ vậy. Anh chỉ còn biết là ú a ú ớ ú a ú ớ, rồi cà lết thì làm sao mà thoát được, chạy chưa chắc gì thoát, mà làm sao có thể thoát được khi mà mình cà lết gì đó. Thì anh tưởng là cái màn anh mắc rồi. Thì ngay cái lúc đó đó, một cánh tay khác từ phía sau lưng mới chụp vô cái tay ảnh, đồng thời phát lên mấy cái tiếng chạy 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 lẹ. Thì trong vô thức cái nỗi sợ nó kinh hoàng quá đi, ảnh chỉ biết là chạy theo thôi. Cái người đó mới lôi ảnh, xốc ảnh lên chạy. Đầu óc của ảnh bây giờ là cũng như bị quảng các bạn, nhưng mà ảnh vẫn nghe được cái tiếng nói, cái tiếng nói của người đó rất là quen đó. Và cái người đó chụp tay mình, cái hình dáng chạy theo cũng rất là quen. Vừa chạy cái người đó được vừa liên tục chạy 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 nhanh chạy, nó thì cái kêu chạy như hoài đó. Cái ảnh vừa chạy anh chạy, anh ráng anh cắm đầu cắm cổ anh chạy, nhưng mà khi mà anh quay mặt lại anh dòm ra phía sau á, thì anh thấy là mấy cái vong hồn nữa cả lướt trên mặt đất, vẫn với cái tư thế là quay lưng và quay cái đầu lại, nó làm cho khiếp vía mà rượt theo, rượt nó đuôi ra phía sau á. Anh cầm quá quảng hồn quảng vía rồi,
anh cũng không còn biết gì hết. Trong đầu anh chỉ còn biết có một điều là anh nghe theo cái lời người phía trước là chạy chạy chạy. Đến khi mà chạy ra khỏi hút cái chỗ con kênh đó rồi thì anh mới, anh cũng vẫn còn đang chạy nghe, nhưng mà anh nghe cái người đó nói với anh như vậy: anh chạy đi, tôi chặn nó lại. Tại vì thấy là đuổi sắp sắp kịp rồi, mà sắp ra cái khoảng khoảng con kênh này rồi, thì anh mới nghe cái lời nói là: anh chạy đi, tôi chặn nó lại. Thì lúc đó cái người ở phía sau, cái người đó, cái người mà nắm tay anh lôi chạy đó, mới xô ảnh, xô ảnh chạy. Thì anh lúc đó anh quảng quá, anh cắm đầu anh cổ anh chạy các bạn. Nhưng mà anh ngoái đầu lại thì anh thấy là cái người đó đó là chạy ngược lại, theo kiểu mà chụp mấy cái cây ven đường quơ qua quơ lại vậy nè, nhưng mà để ngăn chặn người đó lại để cứu ảnh vậy đó. Mà lúc đó là quảng sợ quá rồi, anh quý này anh cắm đầu anh cổ anh chạy về. Gần tới nhà thì anh thấy anh xỉu, anh thấy anh xỉu. Thì may mắn cho ảnh á là bữa đó là trong sớm được coi, một có một cái đám cái tiệc á, nó thì bà con người ta mới đi về khuya, mà người ta về thành nhóm, người ta đi ngang người ta gặp xỉu như vậy, người ta tá quả lên là trời ơi, cậu quý con của ông bà cả, súng nhau mới đưa về rồi mời thầy thuốc này nọ lại cứu chữa cho ảnh. Thì độ khoảng một tiếng đồng hồ sau ảnh mới tỉnh dậy. Anh tỉnh dậy rồi là anh không còn biết gì cả, anh chỉ biết la hoảng lên: ma quỷ cứu tôi này nọ, chỉ biết la như vậy thôi. Và từ đó cho đến sáng ngày hôm sau, trưa ngày hôm sau luôn, thì anh cũng như là một cái người mà thực vật nằm liệt tại chỗ, không đứng dậy đi đâu nổi, chân tay chân nó bủng rủng hết trơn rồi. Rồi anh cứ liên tục anh la lên là: ma quỷ cứu tôi. Anh la đủ kiểu hết trơn á, mà hỏi anh cái gì anh cũng không nhớ, cha mẹ anh không nhận ra, mà không một người nào nhận ra hết. Thì lúc này đã nhận ra anh là ma quỷ như vậy rồi. Và gia đình của ông bà cả lại là một gia đình giàu có nhất ở trong cái xóm này, và tiếng tăm lan cả những cái xóm khác. Thì cái tiền bạc vật chất cũng như cái sự quen biết và hiểu những cái chỗ nào có thầy giỏi này nọ là ông bà biết, lập tức sai cái người làm trong nhà đi mời thầy về liền. Thì lúc đó đó, do là nhà giàu có nè, có phương tiện này nọ nè, cho nên là chạy ghe này nọ đi ha, rồi là xuồng bọng đồ đi, là mời thầy về nhanh. Đến khoảng khuya cái ngày hôm đó, khuya ngày hôm đó là cái ông thầy này á, ông về tới rồi. Ông về thì ông vô giùm cậu quý á, ông thầy này bảo sẽ gọi là ông thầy Bảy đi. Ông thầy Bảy này ông giỏi chứ không phải là ông dở, ông giỏi, bùa phép ông cũng giỏi lắm. Ông dòm trên người cậu quý thì ông biết là quỷ, quỷ với dòng dữ đâu không, mà nó ám ổng, nó ám cậu quý. Và nó kiểu mà nó tiếp cận nói chuyện với quỷ quá, nó quỷ khí nó bám trên người dữ lắm. Thì ông chích lử, ông nói là tại sao mà trong xóm chòm này lại có một cái con quỷ và có những cái dòng nó dữ mà quỷ sắp thành tinh kiểu này mà lại để yên như vậy trước tới bây giờ không đi mời thầy, để cho cậu quý này cậu bị phải cái chuyện tâm linh như vậy. Lúc đó mà hỏi cậu đi đâu thì ông bà cả nói là cậu đi chơi qua cái xóm khác, mà không biết là đi về như thế nào, thì mới kể lại trong xóm chỉ có hai cái địa điểm đó thôi. Cái ông thầy Bảy này ông mới nói á, mai á mà đi mời tôi về kịp, chứ cái quỷ khí giờ nó đồng đậm đến mức độ như vậy nè, để chở vài ngày thôi là nó tổn hại đến hồn vía, dù cho có cứu được á thì cậu quý này cũng trở nên điên điên dại dại. Đó, thì ông bà cả con đứa con duy nhất à mới năn nỉ ông thầy là không có tiếc cái gì hết trơn, chỉ cần là cứu được cậu quý thì họ sẽ bỏ vào số tiền rất là lớn. Thì thầy Bảy này á, ông mới lập cái đàn ra, rồi ông đem những cái thứ, những cái loại lá, những cái loại mà cây ngải đâu đó mà trị âm trị tà đó, ông mới để cho cậu quý này tắm. Xong rồi ông mới làm bùa phép, ông trục mấy cái quỷ khí đó ra. Thì cái công việc đó mắc từ buổi trưa cho đến tận buổi xin lỗi các bạn, là từ buổi sáng ngày hôm sau đến tận tối ngày hôm đó đó thì mới xong đó. Thì lúc này nè, có nghĩa là xong là xong khoảng giờ chiều rồi, nhưng mà cậu quý này khoảng là cái giờ tối đó thì cậu mới hoàn hồn trở lại, giống như tỉnh tuồng trở lại, là nhờ vào cái thực lực của cái ông thầy Bảy này. Thì mới hỏi là đi đâu, chỗ nào. Thì lúc này cậu nhớ rồi, cậu mới kể. Cậu kể ra và cậu nói là cậu không biết cái người nào mà cứu cậu. Đó. Thì ông thầy ông cũng thắc mắc nữa,
Ông nói nếu mà cái chỗ mà bị như thế này với cái người thường là không thể nào mà vô trong đó được. Không thể nào mà vô trong đó được mà có thể mà cứu được người nữa. Cái mạng giữ không xong làm sao cứu được ai? Thì hỏi là cậu có nghi ngờ ai không? Trong lúc nói chuyện như vậy cậu nghe tiếng cậu thấy quen hay không? Thì cậu quý này ông nói là ông lắc đầu, ông nói không, không có nhớ. Đó thì thấy là nghe kể lại ông thầy Bảy này rất là giỏi. Thì trong lúc đó nói chuyện á, là chỉ có cậu quý này với lại ông thầy Bảy đang nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà vô tình có một cái người gia nhân. Cái người gia nhân này á là quen biết với gia đình của cái anh Dương và bà Hai. Và rất là quý gia đình của anh Dương bà Hai cũng như là ông bà Năm với lại cô Thảo. Thì cái anh này mới đi ngang thì vô tình anh nghe cậu quý á. Anh dòm vô anh thấy cậu quý là mặt mày nghiêm nghị lại đó nha. Mới dòm ông thầy mà nói về nè. Nói vậy cho thầy Bảy. Thầy giỏi như vậy, cứu được tôi như vậy. Thì ngoài cái việc bùa phép để mà khu trừ quỷ khí này nổi ra, thì thầy có thể dùng được bùa phép của thầy để làm những cái việc khác hay không? Đó, thì thầy Bảy này á, ổng mới trả lời, được chứ cậu. Chỉ cần tôi làm được, thì tôi sẽ giúp cậu. Cái do là thấy cái điều lạ lạ đi, cho nên là cái người gia nhân này mới nép xen một bên dòm kỹ. Cái ông cậu quý đó đó, ông mới quay mặt chỗ khác mà kiểu ông suy nghĩ á, thì ông mới quay lại ông dòm. Ông quay lại ông dòm ông thầy Bảy, ông nói vậy thì thầy ở nhà tôi, tôi nhờ thầy một việc rất là quan trọng mà thầy không được nói với ai. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Đó, thì cái người gia nhân nghe cái điều đó xong lập tức bẽn lẽn đi ra phía sau. Đi ra phía sau liền. Và suy nghĩ trong đầu lên, dấy lên những cái suy nghĩ rất là lo lắng. Hồi trước thì cậu quý này hay hăm dò. Và ai cũng biết được là cậu thương cô Thảo. Mà bây giờ á, cậu lại nói là ông thầy bùa là phải giúp cậu một cái việc gì đó. Mà không được nói cho ai nghe. Chẳng lẽ nào là để hại cậu Dương hay sao? Đó thì cái người gia nhân là chắc mẩm vậy rồi. Suy nghĩ xong chắc mẩm vậy rồi. Thì mới gần sáng sớm mới làm bộ tìm cớ. Để mà đi về nhà. Đi về phải chạy tắt ngang qua bên nhà của cậu Dương. Với cái ý định là thông báo cho cậu Dương hay. Nhưng cái người gia nhân hoàn toàn không biết được rằng. Là cái cậu Dương này nè. Cũng ngay cái đêm. Ngay cái đêm mà cậu quý. Bị chuyện tâm linh đó. Thì gần trời cỡ là 3 giờ sáng vậy đó. Thì cậu Dương này cậu chạy về được tới nhà. Cậu về được tới nhà. Tại vì đêm nào cậu cũng vào chỗ con kênh đó đó các bạn. Cái đêm đó cậu về tới nhà. Thì cậu rất là mệt. Bà Hai mới hỏi con ơi sao bữa nay con về trễ. Thì cậu mới quay sang cậu trả lời mẹ mình. Cậu nói là sao bữa nay con mệt mẹ ơi. Thì bà mới kêu là nghỉ ngơi này nó có gì không để kêu con Thảo đồ qua này nó chăm sóc cho con. Thì cậu Dương mới nói là không sao mẹ ơi. Con nghỉ rồi con sẽ khỏe. Đó, thì cho đến sáng ngày hôm sau như thường lệ thì cô Thảo cổ qua và nghĩ rằng anh Dương sẽ đi mằng còn cổ sẽ ở nhà phụ giúp cho bà Hai. Thì khi đi qua rồi á thì bà Hai mới ngồi nói chuyện với cô Thảo và mới biết được là anh Dương anh rất là mệt. Đó, nhưng mà lúc này á thì anh Dương anh đã vào trong buồng anh nằm rồi. Anh vô trong buồng anh nằm rồi các bạn. Rồi cô Thảo á là không có dám đi trong buồng bởi vì hồi trước á cái nam nữ rồi đó là tuy là thương nhau như vậy rồi nhưng mà cô không có dám vô trong vậy đâu. Thì cô mới đứng ở ngoài á, cô kêu là anh Dương ơi. Bà Hai mới nói con ơi con để cho nằm nghỉ đi. Đó, thì cô Thảo thôi, không nói nữa. Cái cô mới đi ra. Cậu cơm nước rụt rịch ở ngoài đây á cho bà Hai. Thì lúc đó mới nghe anh Dương anh nạt ra, anh nói làm cái gì mà sùm vậy, sao ngủ nghê vậy đó. Lần đầu tiên mà anh Dương này nạt nộ. Nhưng mà cái cô Thảo này cổ không có buồn, tuy là cổ có hơi bất ngờ nhưng mà cổ chỉ nghĩ là do anh Dương gần đây á quá nhiều cái áp lực với ảnh rồi. Lớp nào bị anh Quý hăm dọa, lớp nào ngày làm đêm làm không nghỉ ngơi gì được hết trơn. Rồi phải lo lắng cho mẹ mình. Rồi sức khỏe nó phải suy kiệt rồi.
rồi bây giờ là ngủ ngơi mà không được, mình đi ra vô mình làm bếp lụp cụp, anh ngủ không được cho nên là anh quạo, rồi anh nói vậy thôi chứ cô không có để bụng. Bà hai cũng nghĩ vậy luôn và nói là con ơi con đừng có buồn nó, tại chắc nó mệt quá chứ thằng Dương nào giờ đâu có vậy. Thì tới cái giờ cơm á, nhưng mà các bạn nên nhớ là cái ngày hôm nay là cái ngày mà ông thầy đang trị cho anh Quý nè, tối đêm đó là xong á. Còn ở đây là anh Dương là đang cũng trong cái ngày ông thầy đang trị bên kia, thì anh đây là anh có những cái biểu hiện khác thường nè. Cái nấu cơm nấu nước xong rồi á thì bà hai bà mới kêu, bà sợ nhầm khi cô Thảo kêu rồi con mình nó lại vậy. Bà mới nói Dương ơi Dương, chưa rồi con ơi, dậy ra ngoài đấy ăn cơm nè, Thảo nó nấu cơm nấu nước nó dọn sẵn hết trơn rồi nè con ơi, mà đợi đó đi, tôi không có đói. Đó là thêm một cái khác thường nữa, lúc nào nói chuyện với mẹ cũng dạ thưa không, mà tự dưng bữa nay lại nói chuyện mà xưng tôi rồi nữa chứ. Cái bà hai cũng thấy kỳ kỳ, cái ăn cơm nước xong bà hai mới kêu bới đem sẵn vô chổng cho ảnh, đem vô chổng mà định mở cái cửa buồng ra thì ảnh nạt, anh nói đấy đó đi, nạt vậy đó. Cô Thảo giật mình mà xém chút là rớt cái tô cơm. Cậu mới đợi đó, nhưng mà con gái mà khi cũng tuổi thân, hồi nào giờ mẹ của người yêu mình bệnh hoạn này nọ mình chăm sóc hết mực mà không kể cái gì hết trơn á. Nhưng mà nạt nộ thì cũng vừa phải thôi, gì mà nạt quá thì cậu mới quất ức. Cậu quất ức nhưng mà cậu không có nói gì cho cậu sợ bà hai buồn. Đó thì một đến chiều chiều cái cậu nấu cơm nấu nước cho bà hai xong rồi cậu mới tìm cớ cậu đi về. Cậu đi về thì cậu mới than với bà Năm á. Cậu nói má ơi, không biết làm sao mà bữa nay anh Dương nó nạt nộ con quá trừng luôn. Rồi hai má con mới ngồi tâm sự với nhau, rồi cũng khuyên con gái này nọ, nhưng mà bà Năm thì cũng hiểu rất là rõ. Sao mà Dương nó lại vậy? Giờ mới kể cho ông Năm nghe. Ông Năm cũng không tin á, nào giờ Dương nó có vậy đâu. Nhưng mà con gái của mình thì nào giờ cũng đâu có nói dối. Cái ông mới nói thôi để qua bển coi sao. Đó, thì không ai biết các bạn. Lúc đó anh Dương á là tới cái lúc còn bị con quỷ nó nhập vô rồi. Nó nhập vô anh Dương rồi các bạn. Và các bạn ơi, cái người á mà cứu anh Quý cũng là anh Dương. Tối đêm đó anh cũng như thường lệ vậy đó, anh đi vô trong đó anh bắt. Quỷ để yên cho anh mà, anh bắt. Anh bắt này kia rồi anh gặp. Anh gặp cái cậu Quý đó, ngồi ở đâu mà ngồi ở gần cái bờ kênh mà giống như đang nói chuyện với ai đó. Thì anh đi một hồi, anh nhìn, anh coi, rốt cuộc anh mới thấy. Anh thấy mấy cái vong mà lúc đó hiện hình ra, tính bắt hồn anh Quý đó. Thì anh mới nhào ra, anh chụp tay của anh Dương, anh chạy. Và, anh xin lỗi, chụp tay con Quý anh chạy. Thì cái anh Dương này anh biết là anh có cái mạng số là khắc âm khi mà còn nhỏ đã nghe má mình kể rồi. Thành ra là khi mà đưa anh Quý ra tới ngoài rồi đó, thì anh kêu anh Quý chạy. Còn anh thì anh đảo là anh chặn. Bởi vì anh nghĩ là mình có cái mạng số khắc âm thì mình sẽ chặn được. Còn nếu mà chạy kiểu này hoài á thì ma quỷ mà nó rượt theo nó dí nó bắt thì thế nào cũng chết. Giống như là anh không có nghĩ cái thù hận cũ mà ảnh làm cái điều đó để cứu người. Nhưng cũng vì á anh quá sợ hãi và quá mệt mỏi khi phải lôi kéo anh Quý để mà chạy, cộng với suốt cả hơn một tháng trời quỷ khí rồi nó bám trên người anh giết rồi á, thì lúc đó anh ngắt là bị con quỷ nó nhập vô người ảnh. Nó chưa thể bắt mạng anh được, nhưng mà nó nhập vô người ảnh được. Đuổi hồn anh ra, nó vô, nó nhập vô để nó về nhà của ảnh. Nó bắt người nữa. Và một khi nó bắt người đủ mạnh để có thể là nhiếp được cái hồn của anh Dương á, là cái như thành tinh liền. Mà gia đình nó đâu có biết. Nó thì tối đêm đó ông Năm mới đi qua. Thì cái lúc mà ông đi gần tới nhà đó, bà hai thì thường thường tối á bà sẽ ngủ, nhưng mà khoảng 8 giờ này nọ bà mới ngủ. Mà sao bữa nay á chỉ khoảng 6 giờ rưỡi thôi, trời mới vừa sập tối thôi, thì ông đi qua thì ông thấy là bà nằm bà ngủ ở trong. Nhưng mà ông lại dòm thấy một cảnh tượng rất là kỳ, là khi ông đứng ở ngoài ông dòm vô vậy nè, ông thấy á là anh Dương đang đứng mà thì kiểu hai cái tay chồm xuống là chuẩn bị bóp cổ bà hai các bạn. Mà bà hai lúc đó là bà đang bị mơ hồ trong cái giấc ngủ rồi. Bị nó khiến ngủ ngơi hết trơn rồi. Nó bóp cổ nó bắt bà trước. Thì chồm với cái tư thế như vậy đó. Thì ông Năm giật mình. Ông gặp ông nói, ôi cái gì vậy, vậy? Ông la lên một cái. Thì lúc đó anh Dương anh giật cái tay lại. Anh liếc ông giờ ông Năm cái. Đi tỉnh bơ đi vô trong nhà. Cái ông Năm chạy vô nhà. Ông lại ông la 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 bà hai mới giật mình thức dậy. Cái ông Năm nói,
Chị hai, chị hai, chị có sao không chị hai? Tôi đâu có sao đâu chú Năm. Mà sao không biết làm sao, hồi 5 giờ mấy tới giờ tôi buồn ngủ quá chú Năm ơi. Không biết là uống thuốc vô này nọ rồi nó có bị làm tôi buồn ngủ hay không, mà sao tôi buồn ngủ quá. Cái ông Năm ông thấy lạ, nào giờ uống thuốc có khi nào mà bà buồn ngủ vậy đâu. Cái bà ông mới nói thôi thôi chị buồn ngủ chị ngủ đi. Thì ông mới dối ra ngoài, ông kêu đại mấy cái người đi ngoài đường, ông kêu là Chi của bển, kêu bà Năm qua đó. Thì hai vợ chồng ông bà Năm á mới ở trong nhà, mà nãy giờ rồi không có thấy ông Năm, để ý nha, không có thấy là cái cậu Dương cậu đi ra, không thấy cậu Dương cậu đi ra. Thường ngày ông bà Năm mà qua là phải bước ra ngoài chào hỏi ngồi nói chuyện, chứ không bao giờ có cái thái độ mà thất lễ đến độ mà khách vô trong nhà rồi đi vô nhà nằm trong nhà hoài. Mà hồi nãy tới bây giờ á không hề có một tiếng chào hỏi luôn, mà trước đó lại có cái hành động như là chồm tay vô bóp cổ của bà Hai. Cái ông Năm ông thấy kỳ kỳ nha, nhưng mà ông chưa nói cho bà Năm nghe. Ông kêu bà Năm qua là ông chỉ nói đơn giản một cái lý do là đêm nay tôi với bà ngủ bên đây, tại vì thằng 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 Dương nó mệt quá rồi, nó không thể nào mà nó chăm sóc cho mẹ nó được. Rồi bà mới kêu bà Năm mới đi về nhà, nói với lại cô Thảo là đêm nay phải ngủ trong nhà, đóng cửa sớm, ngủ trong nhà không có được đi ra. Thì bà Năm bà cũng tưởng ông Năm cái việc này thường thường có hoài à, cho nên là bà cũng về bà kêu cô Thảo bà ngủ ngơi nọ, đóng cửa cho kỹ nẻo nghe con. Rồi bà Năm thì bà ở bên đây bà ngủ với ông Năm. Thì nhà mỗi lần bà hay ông bà Năm hay qua ngủ đó, cho nên là sắp hai cái giường, cái giường bên trái là của bà Hai bà ngủ, còn cái giường bên phải thì ông bà Năm hay ngủ bên đó đó, còn cậu Dương á thì ngủ bên trong. Ông cũng không hỏi han gì trơn á, ông cũng không hỏi là Dương ơi sao mà hồi nãy con làm gì mà con có cái thái độ bắt 5 giờ ở ngoài vô giống như con đang chuẩn bị đưa cái tay ra con bóp cổ, hay là con sửa gối lại cho mẹ con này nọ ha. Ông không hỏi gì trơn á, bởi vì ông nghi nghi rồi. Cái ánh mắt hồi nãy mà anh Dương mà dòm ổng á là ông nghi rồi. Ông lạnh người ông nổi da gà luôn mà. Thì tối đó ông nằm chứ ông đâu có ngủ. Ông nằm nhưng mà ông không ngủ. Đó. Còn bà Năm thì ngủ nha, bà Hai bển cũng ngủ, mà ông nằm là bộ nhắm mắt nhưng đâu có ngủ đâu. Cái tới khuya cái đó nó dối ra nó kêu sao ông ngủ đi thức hoài vậy. Ông Năm không ngủ nó biết. Cái ông Năm nói trời con ngủ đi, còn bác thì mà bác cũng buồn ngủ rồi thôi bác ngủ, bác ráng bác ngủ, bác ráng bác ngủ. Cái ông mới nằm, ông nằm cái ông mới sực nhớ ra đó là hồi trước á, là cái ông thầy mà hồi trước lại nhà chơi rồi coi với lại coi anh Dương nè, quen biết với lại ông Hai á, lúc ông Hai còn sống á, là có cho ổng mấy cái bùa để giống như là ma quỷ đồ nó không có lại gần mình được hay cái kiểu này nọ đó. Cái ông mới sực nhớ ra cái điều đó đi, mà hồi làng cái ông thầy cũng có nói á, bùa cho là cho bên gia đình chú thôi, chứ còn thằng Dương này á ma quỷ gì lại gần được nó, cho nó chi đó. Thì ông mới sực nhớ cái đó ra đi, ông mới nói bà ngồi dậy nghe, bà ngồi dậy chút xíu đi coi coi chị Hai có cần gì không, rồi tôi về nhà tôi lấy đồ một cái. Thôi giờ này ông lại về nhà ông lấy cái gì ông, tôi cũng lo lo cho con Thảo biết tối nay nó ngủ nhà nó ngủ được không, sẵn rồi tôi lấy ít đồ của tôi ấy mà. Cái ông mới đi về, ông kêu bà Năm dậy để cho gì lỡ bà Năm có thấy gì bà Năm còn xử lý được. Ông mới đi xiết về nhà, rồi ông chạy xiết qua, ông đem lá bùa đó theo, thì ông đem lá bùa theo ông để trong người rồi. Thì cái lá bùa của ông thầy giỏi mà các bạn, con quỷ này nó không nhận ra à, mà lúc đó là giống như là nó chỉ muốn bắt bà Hai thôi, nó không có quan tâm tới là ông Năm. Rồi hồi nãy thì nó biết là ông chưa ngủ, còn bây giờ là con có lá bùa trong người rồi mới nằm nhắm mắt thì nó tưởng ngủ rồi. Ở trong đi ra nó dòm, đứng ngay cái giường của ông Năm nó dòm nha, đưa mặt nó liếc qua liếc lại, nó quay nó, cái người nó vậy nó dòm là ông Năm ông hí mắt thấy trơn à. Mà nhờ cái lá bùa nó không biết thôi. Cái nó mới rình rỉnh nó đi ngang, đi qua khỏi cái buồng của ông Năm, nó đi qua bên cái chỗ của bà Hai á, cái nó cười vậy đó, rồi nó mới chồm tay nó bóp cổ bà Hai, bóp cổ bà Hai luôn các bạn. Nhưng mà ông Năm thấy rồi, ông mới nhào ra, ông nói bà ô tiếp tôi bà ô, nhào ra một cái giật cái tay nó, tại vì trong người của ông Năm có bùa, giật cái nó giật mình chạy vô trong buồng.
mày lấy bùa mày hại tao, mày lấy bùa mày hại tao ha. Nó nói vậy đó. Ông Năm lúc này là nghi rồi, cái nghi của ông là có rồi. Thì lúc đó ông mới chạy lời, ông đỡ bà Hai. Vậy bà Hai thì trời ơi, cái gì vậy, gì vậy, như vậy sao mà nó bóp cổ tôi đó. Thì bà Năm mới chạy ra ngoài đường mới la lên cho hàng xóm là bu lại. Hàng xóm bu lại cái ông Năm ở ngoài đây á, ông mới kêu bà Hai dậy rồi đốt đèn đốt đuốc này nọ lên sáng trưng. Hàng xóm bu lại đó chừng mà ông Năm ông nói phải chạy vô vô trong buồng coi cái thằng Dương sao rồi, hình như nó bị ma quỷ gì nhập rồi. Nhưng mà khi ông chạy trong buồng thì lúc đó anh Dương xỉu. Anh Dương xỉu rồi các bạn. Lật anh lên này nọ rồi xúm nhau lại cứu tỉnh ảnh. Được cỡ nửa tiếng đồng hồ sau thì anh tỉnh dậy. Anh không biết gì hết. Anh không còn nhớ gì hết. Anh cũng y chang như anh Quý luôn. Không nhận ra ông Năm hay là bà Năm. Lúc đó người ta biết là con quỷ nó xuất ra. Nhưng mà thật ra người ta đoán như vậy, người ta tưởng như vậy thôi các bạn. Chứ con quỷ nó chưa ra đâu. Nó còn vẫn dựa trong cái xác của anh Dương. Nhưng mà lúc này là giống như là nó biết là có cái bùa đó giữ, tạm thời với lại nó ở trong nhà nữa, bà con đông nữa, cho nên là nó không làm gì được. Thành ra là nó chỉ ở trong cái thân xác của ảnh, mà nó để cho cái hồn ảnh lên, giống như là nó thả cái hồn ảnh ra vậy đó. Con cái vía rồi nó bắt rồi, nó giữ rồi. Thành ra là ảnh tỉnh dậy rồi, ảnh cũng giống như anh Quý vậy đó. Ngơ ngơ ngác ngác, không biết ai là ai, không nhận ra người nào hết trơn. Hai con mắt thì đen kịt thâm quầng. Cái ông Năm rồi, ông mới lấy bùa của ổng đó, ông nhét vô trong người của anh Dương. Thì cái lá bùa đó nhét vô rồi á, tạm thời là con quỷ nó chưa làm gì được. Ở nhà mới bàn tính với nhau, bà con lối xóm người ta cũng thương. Thì đang nhốn nháo tới nhau gần sáng thì cái cậu gia nhân này cậu mới chạy qua. Cậu chạy qua, cậu định thưa cái chuyện đó lại. Thưa cái chuyện đó lại với lại là ông Năm. Nhưng mà nó lạ lùng sao không biết, cậu qua cậu bị khiến khiết sao đó. Rồi cậu chạy sao mà cậu té các bạn. Chạy vô cái gạch cửa trong nhà mà cậu té, quỷ nó bắt dò cậu á. Không cho nói. Té một cái thì giống như là ngất xỉu rồi, bể đầu này nọ, phải đưa cậu đi. Chưa biết cậu nói gì chưa. Đó. Thì ở đây đã nói quỷ nó thành tinh rồi á, nó ranh dữ lắm các bạn. Mình cái người thường mà nó không biết mình làm ào vậy nó biết hết trơn à. Quỷ mà thành tinh mà, nó sắp thành tinh rồi. Cái khuya cái đêm đó đi, thì gia đình á là mới giăng dây ở ngoài, giống như là bao bọc cái nhà, sợ là nửa đêm nửa hôm rồi nó nhập vô lại anh Dương là có sao không nữa. Đó, thì đến khoảng cái ngày hôm sau mà cái giờ tối đó, bà con hàng xóm thì cũng như vài người ở lại phụ thôi, có gì thì la lên, mấy người kia người ta cũng phải về nhà. Thì trong nhà chỉ còn có ông Năm này nọ, bà Năm, rồi cái cô Thảo thì ở bên kia không có cho qua, tại vì con gái. Rồi còn lại hai ba người đàn ông á, ngồi ở trước vậy đó, phụ hờ. Thì có người đi ngang, thì lúc đó ông Năm cũng biết cái chuyện cậu Quý rồi, mà không có biết là ông thầy Bảy đó, ông đang ở trong nhà cậu Quý, thì không có biết. Cậu Quý với lại ông thầy Bảy đó mới đi qua. Đi qua rồi cái cậu Quý này cậu cũng gặp mọi người vậy đó, cậu đứng vậy đó, cậu không nói hết trơn. Thì ông thầy đó không nói. Ông nói tôi qua đây vì nghe nói á là trong nhà này cái cậu Dương á là đang bị quỷ nó theo. Mà tôi á mới giải cứu cho cậu Quý con của ông bà cả. Thôi thì bây giờ á có người nhờ tôi là đi qua để giúp cho cái cậu Dương này. Đó. Thì lúc đó ông bà Năm á, tuy là gặp cậu Quý đứng đó mà cậu Quý không nói chân á. Hỏi cậu là sao qua đây vậy đó, cậu nói là dẫn ông thầy qua cho biết nhà anh Dương, cho ông chị cho nó đó. Thì ông nói như vậy. Cái gia đình thì cũng đang đi tìm thầy, mà thầy được gia đình của ông cả mời tới là phải là thầy giỏi. Đó, cái kêu ông vô. Kêu ông vô thì ông làm chưa được, không chịu lên. Ông mới nói cái bà con hàng xóm đứng xa ra, đừng ngay trong nhà để mình ảnh ổng vô. Và còn bà Hai thì lúc đó đã được đưa qua bên nhà của bà Năm cho cô Thảo chăm sóc rồi. Ông nói đứng đồng quá, cái dương khí nhiều quá, nó không chịu lên. Đó, thì lúc đó người ta mới xích ra ngoài, người ta đứng. Xích ra ngoài đứng. Cái ở bên trong á,
thì ổng mới làm bùa làm pháp gì đó, thì người ta dòm vô nó thấy á, lúc này là cậu Dương đi ra chỉ mặt ông thầy vậy, nói cái tiếng gì không không ai hiểu trơn, không có người hiểu các bạn. Ông thầy Bảy thì ông gồng găng này nọ, ông lấy bùa ông đánh, ông làm dữ dằn lắm. Thì đâu khoảng 20 phút như vậy, người ta thấy ông thầy Bảy té bật ra phía sau, còn cái cậu Dương nữa đó thì cậu cũng té bật ra phía sau luôn. Hai người giống như là kiểu mà ông thầy Bảy té trước rồi rồi cái con quỷ trong cái xác của cậu Dương nó té sau vậy, kiểu vậy đó. Xúm nhau người ta mới chạy vô, ông thầy ông mới kêu là đưa ông về, đưa ông về. Thì lúc đó giờ mặt mày của ông tái mét rồi các bạn, ông đứng không nổi luôn mà, ông la là đưa đưa tôi ra, đưa tôi ra, đừng có ai lại gần nó. Ông chỉ còn biết nói vậy thôi đó. Thì lúc đó là cậu Dương cậu té qua bên vậy nè, ông kêu là chối lại để nói, xúm nhau ta đè nó chối lại đó. Mà cái lúc đó luôn nghe là cái cậu Quý này cậu không bước vô trong nhà luôn nha, mọi người lại tiếp cho cậu đứng ngoài, cậu dòm vô mà cậu đứng cậu dòm vậy đó. Cái mới đưa ông thầy đó ra đó, đưa ra thì ông thầy ông mới nhìn cái cậu Quý này, ông nói là đi về liền. Thì làm cho mọi người nó cũng sớ rớ, nó không biết chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ ông kêu là chối cậu Quý lại, còn ổng thì ông kêu là xin lỗi các bạn, chối cậu Dương lại, còn ổng thì ông kêu cậu Quý đưa ông về đó. Thì một người hàng xóm người ta cũng ra ta phụ cậu Quý đưa ông về đó, đưa ông về về tới nhà ổng rồi, thì về tới nhà của cậu Quý rồi đó, thì vô trong nhà là cái người đó mình ta mới trở lại. Thì lúc này người ta vô nó gặp cậu Dương là vẫn còn nằm vậy đó, tỉnh rồi, không còn xỉu nữa, nhưng mà ngơ ngác vô thức, không có biết ai là ai trơn, nằm trên giường vậy đó, bị chói hai căn hai tay rồi. Lúc đó tao đâu dám mở ra đâu. Ông thầy Bảy này cũng giỏi có tiếng nữa mà, ông mới chỉ cho cậu Quý xong mà bây giờ vô đây ông còn bị cỡ đó đó. Đó thì người ta cũng không biết là bên kia là như thế nào. Thì ông thầy này á, ông mới về ông nói với lại là cậu Quý á sau đó, đó thì qua bữa sau các bạn, sáng bữa sau là người ta thấy là nhà của ông bà cả đó là đóng cửa, cậu Quý cũng ở trong nhà không dám bước ra khỏi nhà. Còn ông thầy thì có biết còn trong đó không thì cũng không ai biết, thầy Bảy còn trong nhà không có ai biết. Còn ở bên đây á thì cái người mà gia nhân mà bị bể đầu đó, bị quỷ nó bắt dò té bể đầu không nói được đó, thì lúc này cậu mới về, cậu chạy xiết về, cậu nói á là thằng Dương sao rồi. Thì dòm vô cái anh Dương bữa nay anh còn tệ hơn mấy bữa trước nữa, tệ hơn hôm qua nữa. Hôm qua thì ngơ ngác không nhìn được người này kia, giống như mình kia ăn uống vẫn còn được, còn bây giờ thì giống như là cái người thực vật rồi, tất cả cái đầu lắc qua lắc lại như hoài vậy, lắc nhẹ vậy nè, nhìn là không có cửa sống, mặt mày thì tím tái xanh xao. Cái anh gia nhân này mới cởi lại là anh Quý có nói với ông thầy vậy đó, giúp tôi có chuyện khác. Thì lúc này làm cho mọi người ta dấy lên cái sự nghi ngờ, vậy là thằng Quý với lại ông thầy đó đi qua bên đây nói là giúp đỡ thằng Dương, nhưng mà thực chất không phải, đi qua để mà làm bùa hại thằng Dương này. Rồi cái ông thầy Bảy đó ông cố tình ông làm như ông bị cái gì đó để cho người ta đừng nghi ngờ, ông lật đặt ông đi về mà ông không nói thêm cái gì khác hết trơn đó. Thì ông Năm mà ông quá thương rồi, bà con hàng xóm ta cũng thương cái cậu Dương đó, thì ta một nhóm người mới đi qua bên nhà của ông bà cả. Ông bà cả đi ra nói là không biết cái chuyện gì mà tối đêm hôm á thằng Quý với lại ông thầy đi về, rồi thằng Quý nó trốn ở trong nhà, nó cầm bùa trốn trong nhà, còn ông thầy Bảy á thì tờ mờ sáng là ông đã đi rồi đó, bây giờ là không biết ông đi đâu nữa, hỏi ông không có nói đó. Thì lúc đó người ta mới nói bây giờ cậu phải đưa cậu Quý ra đây. Thằng Quý là nó sai ông thầy đó làm bùa rồi, có cái người gia nhân làm chứng nè, thì cái người gia nhân cũng đứng ra làm chứng luôn. Tại vì nghĩ là lúc đó ai cũng nghĩ là cậu Quý là cậu hại người ta rồi, tại giống như là cái hôm trước á thì còn đỡ thầy ông tới ông chị sao mà ông không nói cái gì hết trơn, mà cũng dốc cuộc qua bữa ông làm bộ ông xỉu rồi khiêng ông ra, mặt mày ông xanh lè tím tái này nọ, rồi con của người ta là anh Dương á lại bị nặng hơn hôm qua nữa. Thì anh Quý không mở cửa, ông bà cả cũng tưởng là con mình làm đó, tại có người gia nhân làm chứng đó. Rồi hỏi anh trong nhà giọng vô mày có nói gì không, thì anh nói có, mà kêu anh mở cửa anh không mở. Thì bà con đang tức giận, tao nói bây giờ là ông cả không phải là giải quyết cái chuyện này, kêu thằng Quý nó kêu thầy bùa nó gỡ bùa cho người ta, sao mà hại người ta vậy được, vì cái cô Thảo hại vậy hả. Thì ông bà cả cũng nói là trời ơi con sao mà con làm chuyện ác dữ vậy con. Cậu Quý thì cứ im ru hoài đó. Thì lúc đó ở đây người ta quá nóng ruột rồi,
Thì ông bà cả mới kiểu mà cũng con cái mình mà cũng phải bảo vệ chứ, mới nói là thôi bây giờ bà con yên tâm đi, bây giờ á mọi người cứ về bên đó lo lắng cho thằng Dương, rồi bao nhiêu chi phí sau này tôi sẽ mời thầy thầy giỏi hơn để về giúp cho nó. Thì ông mới sai gia nhân đi mời liền, tiền bạc có nhiêu ông chịu hết, bệnh hoạn của bà hai sau này ông sẽ giúp, và sau này ông hứa còn giúp đỡ bằng ăn cho anh Dương nữa đó. Còn cái việc mà con ông có hại hay không á thì ông sẽ có câu trả lời với bà con. Thì thấy ông nói chuyện cũng đúng, cũng hợp tình hợp lẽ. Mà bây giờ nếu mà lôi cậu Quý ra có làm gì cậu á, thì cậu không có bùa gỡ lại cho anh Dương thì người con anh Dương cũng chết à. Nên là ông Năm cũng như là bà con chấp nhận theo cái lời của ông cả nói. Và ông Năm không quên dặn ông cả là cỡ nào á, thì ông cả cũng phải giúp. Ở đây có thể là không chi cứu cái việc mà cậu Quý cậu làm cái điều đó, nhưng mà phải cứu được cho thằng Dương thì mới không chi cứu. Còn bằng không á, tôi nói thiệt với ông cả nghe, tôi nghèo thật á, nhưng mà hại thằng Dương như vậy á là tôi sẽ kiện tụng tới cùng. Đó. Bà con người ta cũng tức, người ta cũng nói lên cái điều đó. Thì khi mà mọi người kéo về rồi á thì ở đây nè, ông cả ông với ông bà cả nào đó mới kêu mở cửa ra để vô nói chuyện, thì cậu Quý này cậu không mở. Thì mới hỏi cậu là tại sao con lại hại thằng Dương vậy, thì cậu cũng im du. Cậu tới chừng mà hỏi quá thì cậu mới nói là con không có, vậy là gầu đó. Mày không có sao mà mày dẫn thầy qua thì con ta bị nhiều hơn như vậy. Bây giờ là còn người trong gia đình không hà. Mày nói để tao còn biết. Bây giờ á còn 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 giải quyết được, chứ lỡ mà thằng Dương nó chết rồi đó thì kể như là biết làm sao bây giờ. Nhưng mà nói cỡ nào nói chân là cái cậu cậu cả này, cái cậu Quý này còn không nói, em ru vậy đó mà cửa không mở ra, nó thì đành phải chịu thôi, vậy chứ biết làm sao. Thì ông cả ông thấy như vậy ông mới kêu bà cả ở nhà, còn bản thân ổng là đi bên bển, ông dẫn gia nhân này bển đi bển phụ phụ anh Dương đó. Thì ông cả này ông cũng biết là người đông á, thì Dương khí thạnh, thành ra là ông mới nhờ gia nhân của ổng nè, rồi người quen của ổng này nọ là túa qua bên nhà của anh Dương rất là đông, ngồi xuống nó như là kiểu mà dí cái nhà anh Dương giữa giữa vậy đó. Thì anh Dương nằm đó, con Quỷ lên không được ban ngày ban mặt nữa, mà người đông quá này nọ cái nó chưa có hành hành xác anh Dương này được. Nó cũng tức giận, lâu lâu nó cũng ứng người nó lên nha, nhưng mà nó rộ lên cái nó xuống à, chứ nó không có nhập liên tục được đó. Thì cũng đem những cái thứ mà có thể trì tà này nọ là ông cả đứng ra ông lo hết đó, rồi gom góp vô nhiều thứ để trong đó. Cứ vậy mà qua một ngày thì lúc đó cái người gia nhân mà đi tìm thầy á là chưa kịp về nữa, tại đi xa lắm đi tìm mấy ông thầy giỏi hơn, muốn muốn giỏi ông thầy bảy phải tìm dữ lắm, thì chưa kịp tìm được thầy khác thì ông thầy bảy ông đảo lợi rồi. Ông thầy bảy ông đảo lợi thì ông đảo vô cái nhà của cái cậu cậu Quý á, thì ông mới nghe bà cả kể lại thầy ơi thầy đi sao mà thầy có làm bùa, có nghe lời con tôi làm bùa thằng Dương bển không, mà bà con người ta kéo qua người ta nói như vậy. Thì ông thầy bảy này ông nói á, bà cả yên tâm đi, cậu Quý ơi cậu cứ ở trong nhà đi, khi xong chuyện rồi đó thì tôi về tôi báo với cậu. Thì lúc này ông thầy bảy ông về không phải riêng mình ổng mà có thêm hai ông thầy khác, tổng cộng ba ông đó các bạn. Mà ba hai cái ông này mà ông thầy bảy đi mời về á là cỡ ổng trở lên không, chứ không gì không dưới ổng. Thì ba người á mới đi, nhưng mà đột ngột qua bên bển á thì lại sợ là bà con ở đây người ta tức giận vì sao mà người ta nghĩ hiểu lầm á, thì ổng mới nhờ nhờ bà cả là kêu bà cả ở nhà giữ cậu Quý, nhưng mà cũng nhờ bà cả nói với một cái người nào mà giống như có tiếng tăm ở trong xóm á, được bà con trong xóm kính trọng đó, là đi qua bển. Thì bà cả nói cứ đi bển đi, cái người này dẫn ở bển là được rồi, ở bển có ông cả. Thì mới đi qua bển, bà con nó xúm nhau lên chất vấn. Thì lúc này ông thầy bảy ông mới giải thích, ông nói may quá, nhờ một phần là bùa của tôi, một phần nữa đó là nhờ bà con á giăng dây các kiểu là trói nó lại rồi. Rồi thêm bà con ở đông như vậy nè nó làm chưa được, bây giờ là trong người của cái cậu cậu Dương đó đó là một con quỷ với mấy cái dòng dữ nữa, chứ không phải là một con quỷ không, nó dựa vô xác cỡ đó đó các bạn. Thì ông mới nói, ông nói thật ra không phải là cậu Quý mướn tôi để mà hại bùa thằng 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 Dương gì cả, mà cậu Quý á, cái đêm mà cậu Quý đi vô trong đó đó là cậu Quý gặp những cái dông, cái người mà cứu cậu Quý đó nắm tay lôi đi á, là lúc đó do cậu Quý bị hoang mang sợ hãi quá rồi, cho nên là sáng ra cậu Quý không có nhớ ngơ ngác vậy đó. Tới khi tôi trị tôi giúp mấy cái âm khí quỷ khí đó ra rồi đó thì cậu Quý mới
hoàn hồn trở lại. Thì cậu mới nhớ, và cái tiếng nói cũng như cái hình dáng thì cậu biết chắc chắn cái người cứu mình là cái cậu Dương. Ông Nam nói thằng Dương làm gì trong đó, thì ông vừa nói câu đó xong thì ông mới sực nhớ ra, trời ơi quên nữa, thằng Dương nó vô trong đó để nó kiếm, mà nó nói với mình là nó không có đi vào trong đó, nhưng mà biết đâu nó gì mẹ nó vô thì sao. Thì lúc đó ông cũng giật mình, ông nói cái điều đó ra. Thì đó thành ra như vậy đó, tôi cũng ban đầu tôi nghĩ là cái người bình thường là không thể nào mà lại gần cái đó được, lợi nó bắt liền chứ làm sao mà cứu được cậu Quý. Tôi cũng nghi ngờ cái lời nói cậu Quý lắm. Nhưng mà khi mà tôi tới đây á, tôi gặp cái mạng số của thằng này tôi mới biết là cái mạng số nó bị có khắc âm. Nhưng mà khi mà cái phần khắc âm đó nó bị yếu rồi đó, thì cái phần còn lại cái mạng của nó là vong hồn mà nó bắt được á, là quỷ nó bắt được là thành tinh luôn. Nó bị mờ rồi, thì cũng nhờ cái đó mà cái trong cái lúc đó đó gia vô được bao thời gian dài vậy, nghe ông Năm cái lời biết hết rồi, là cũng nhờ cái mạng khắc âm của nó. Nhưng mà quỷ khí nó bám vào người quá nhiều rồi, ông nói y chang hết trơn luôn. Thì cái đêm đó đó là cậu Quý á, cậu mới nói là thầy ơi, thầy ngoài cái việc mà giúp tôi như vậy á, thầy còn làm được nhiều điều khác hay không. Thật ra là cậu Quý này nhờ ông thầy Bảy này đi qua bên đó để trị cho cái cậu Dương. Bởi vì qua ngày hôm sau ông tỉnh táo rồi, ông Quý ông tỉnh táo rồi đó, thì ông cũng biết được người cứu ông. Mà ông nghĩ trong đầu đó là đó tới bây giờ mình hăm dọa nó, mình gây nhiều cái khó khăn cho nó, mà bây giờ nó không hận mình mà nó còn liều mạng nó cứu mình, nó đứng giờ nó cản mấy con quỷ đó lại cho mình chạy về nữa. Thì cậu mới tự thấy hổ thẹn. Nhưng mà dẫu sao cậu cũng là một cái người con của một gia đình có điều kiện. Cái sự ngạo nghễ của cậu có, mà nó hình thành từ nhỏ rồi. Người ta nói gian sang dễ đổi, bản tính khó dời mà các bạn. Cái bản ngã của cái cậu Quý này quá lớn rồi. Thành ra bây giờ cậu rất là mang ơn cậu Dương. Nhưng mà trước đó mình đã hùng hổ, mình ra mình hăm dọa, mình nói này nói kia, hàng xóm ai nấy cũng đều biết hết trơn. Mà bây giờ mình đi qua bên đó để mình kể ra những cái điều đó, rồi mình giúp đỡ trả ơn lại đó, thì cái bản ngã cậu lớn, cậu mới sợ là mắc mặt với người ta. Ở cái người mà giữ mặt mũi thì cái mấy cái chuyện đó lâm vào cái tình trạng đó hay có vậy lắm các bạn. Cho nên cậu muốn âm thầm để mà trả ơn bằng cái cách là nhờ ông thầy Bảy qua giúp đỡ. Nhưng mà không may khi ông thầy Bảy đi qua, định là làm xong rồi đó thì mới đi về mới nói. Nhưng mà vô tình ông thầy Bảy ông qua, ông tưởng nó một cái vong đi, ông tưởng nó có con quỷ đi, mà ai về đâu mấy vong dữ nào đâu, nó dựa trong cái xác của cậu Dương này quá trời. Ông mới làm không lợi, ông mới thoát thân rồi ông kêu chối lại là ông chạy về. Nhưng mà ông biết là lúc đó là thí dụ mấy con quỷ này nó muốn dời khỏi cái xác á, nó giết ông á là làm được. Cho nên buộc lòng ông về, mà ông nói với cậu Quý, ông nói là ở yên trong phòng đừng có đi ra. Trong khi đi ra nó bắt cậu Quý luôn, để cho tôi đi về đó, tôi về vậy đó, tôi gấp, ông gấp đêm đó ông về, để ông đi mời hai cái ông thầy này lại nè. Thì vô tình làm cho bà con trong đây người ta không biết, ngay cả ông bà cả không biết luôn. Mà cậu thì cậu không chịu giải thích, cậu Quý này có như là cậu không chịu giải thích, cậu mặc cả cái mặt của mình quá, sợ mắc mặt với bà con nói sớm, là sợ là giống như mình nếu nói ra mình là thằng tiểu nhân rồi, cho nên là không muốn nói ra, muốn làm âm thầm. Tới lúc mà bà con kéo tới nhà nó cũng không nói luôn, bây giờ nói chưa chắc người ta tin đó. Thì cậu chỉ nghĩ trong đầu là đợi ông thầy Bảy đó tới rồi ông giúp lại cho thằng Dương, rồi sau đó này thì rõ thôi. Chứ bây giờ mà đã chính miệng thừa nhận thì cậu không nói được đó. Cái tự cao trong lòng nó lớn quá đó. Thì khi mà nghe ông thầy Bảy ông cởi mấy cái điều đó ra xong xuôi hết trơn rồi thì người ta mới giật mình. Thì ông cởi sơ vậy thôi, mà ông thấy là ban ngày nữa ba ông nhào vô liền các bạn. Ba ông nhào vô sợ là mấy con này là nó bỏ cái xác nó chạy ra nè. Nhưng mà mấy con quỷ này nó cũng dữ dằn lắm, nó đâu có tè ba ông, nó đâu có sợ. Nhưng mà không ngờ ba ông hợp lực với nhau này nọ, ba ông làm được các bạn, bắt hết trơn luôn. Bắt luôn. Xong rồi ha, ba ông cũng mồ hôi nhễ nhại hết trơn á, mới nói là đợi nghỉ ngơi qua ngày hôm sau là sẽ đi vô trong chỗ đó. Rồi lằn vô trong kinh nè, suốt là một tuần lễ luôn. Ba ông thầy từ trong kinh mà đánh tới chỗ cây liễu luôn, phá cái chỗ ở của vong á các bạn, đánh tan âm khí này nọ, rồi ba ông hợp lực là làm tới chỗ cây liễu luôn. Thì ông chỉ nói đơn giản là cái chỗ này nè
chỗ cây liễu nè, thì mấy cái dông này á nó qua lại, tuy hai chỗ cách nhau nhưng mà mấy cái dông này nó qua lại chỗ đó đó, để nó hút mấy cái âm khí này nọ hồi trước mấy con quỷ trước nó để á. Đó thì nhờ có cái ông bảy, thầy bảy này nè với lại hai ông thầy kia thì cuối cùng á mới trị được cái chỗ cái con kênh với lại cái chỗ ở ngoài cái cây liễu. Tại ông nói là bây giờ không có trách ông thầy Tứ Trơn được, bởi vì bây giờ cả ba ông là biết chắc chắn là nó ở trong đó đó, mà bây giờ ba ông tìm cả tuần lễ mới tìm ra cái chỗ mà nó giấu cái chỗ mà ma quỷ này có thể sau này ở đó, thì nói gì ông thầy Tứ Trơn có mình hơn. Ông thầy Tứ Trơn cũng giỏi lắm, nhưng mà nếu mà ông giỏi giỏi chứ cũng so mà ba ông cộng lại này thì ông thầy Tứ Trơn đâu bằng. Nó thì ba cái ông thầy đó bắt đầu cộng lại với nhau làm được mấy cái điều đó rồi mới nói rồi đó, thì lúc này bà con ở trong đây người ta mới thoát nè. Nó sau này trồng những câu cây mà có cái âm khí này nọ chỗ này á thì đừng có trồng, nó chỉ trồng mấy cây khác này nọ có cái dương khí thạnh rồi đó các bạn, từ từ chỗ đó mới hết. Còn về phần anh Dương á thì sau đó chị cho anh Dương xong mà chưa sơ, giống là chưa tỉnh á, chưa chị cũng có tháng trời mới xong á các bạn, chứ phải chơi đâu. Thì trong suốt một tháng nay nè, cái anh Quý này á, anh mới suy nghĩ, anh ở nhà mình anh ngồi anh suy nghĩ lại rồi anh mới bỏ đi cái sự tự ái của mình, và anh biết là cái người mà có cái bản lĩnh không phải là mình chứng tỏ cho người khác thấy, cái người có bản lĩnh là cái người có sai biết nhận và biết sửa, thì đó mới gọi là bản lĩnh, trách nhiệm với lại cái hành động của mình. Thì cậu Quý này cậu mới đi ra, cậu đi ra, cậu đi qua bên đó, cậu chăm sóc cho cậu Dương đó đó. Và kể từ đó đó là hóa giải cái thù hận thành cái tình cảm bạn bè anh em với nhau. Thì sau khi mà cậu Dương cậu khỏe lại rồi đó, thì cậu Quý này coi anh Dương như là một cái người bạn thân của mình, giúp đỡ mấy cái việc làm ăn này nọ và tác thành cho cái cô Thảo và anh Dương. Từ đó thì nó qua cái cơ khổ rồi á, thì cái niềm hạnh phúc nó sẽ đến với những cái người mà có tâm dạ lương thiện. Thật ra anh Dương anh cực kỳ tốt, cái người mà thường xuyên hà hiếp ảnh rồi hăm dọa ảnh đủ kiểu rồi cuối cùng á ảnh là không nghĩ mấy cái đó, trong lúc nguy hiểm á ảnh vẫn là liều mạng anh cứu người, ảnh lấy cái đức mà ảnh báo cái quán, thì cuối cùng cái đức đó, chính vì cái đức đó mà người ta trọng ảnh và cảm hóa được cái anh Quý này nè, để sau đó là hai người là cái người bạn thân với nhau. Thì câu chuyện á đến đây cũng là kết thúc rồi, tuy là câu chuyện xa xưa nhưng mà bảo tại sao bảo khen câu chuyện này của ông Năm Nhãi rất là hay. Ngoài cái việc ly kỳ và gây rợn ra thì đâu đó nó có một cái ý nghĩa nó rất là sâu xa trong cuộc sống. Câu chuyện kể về cái anh Dương này, anh lấy cái đức anh báo lại cái quán của cái anh Quý này, kể và nói ra nó rất là nhẹ nhàng các bạn, nhưng mà mấy ai làm được cái điều đó. Và cũng quý anh Quý ở cái chỗ á, cái bản lĩnh của con người không phải là mình chứng tỏ cho người ta biết là mình là gan dạ này nọ, mình dữ dằn này nọ, cái đó không phải, cái đó là việc nhỏ thôi các bạn. Cái việc mà theo như Bảo nghĩ, cái cảm nghĩ của Bảo á, là cái người có bản lĩnh là cái người có trách nhiệm với cái hành động của mình. Giống như anh Quý á, ảnh ngông nghênh từ nhỏ tới lớn rồi, nhưng mà tới cái thời điểm đó ảnh vẫn nhận ra là cái sự tự ái, cái tự nhỏ nhen của mình nó rất là bé so với anh nhận lỗi và anh sửa lỗi của anh, thì đó mới là cái bản lĩnh của một con người. Đạp đổ cái sự ngông nghênh và tự cao của mình suốt bao nhiêu năm trời để làm một cái việc đúng đắn, thì đó mới là cái năng lực và cái bản lĩnh của một cái người con trai. Rồi thì câu chuyện đó là kết thúc rồi. Bảo xin chào và cũng cảm ơn ông Năm Nhã đã gửi cho con một câu chuyện xa xưa rất là hay. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.